Chương 1691, mất hồn tử lão ba càng, Long Phá Sơn cùng với một đám chư hầu trưởng lão dồn dập đứng dậy, dùng sức đem cái ghế đem tay đánh thành bột mịn một dạng, lửa giận dường như hỏa sơn bạo phát một dạng, tả khâu phong, ngươi một cái súc sinh đồ đạc, kém chút hại toàn bộ ngự thiên cung. Không có một chút ăn năn sao, hoàn hảo đoan một cung chủ trước thời gian phát hiện, không phải đoạn kiếm hải hạ ma vật nhất thành, toàn bộ vân châu đều muốn theo ngươi bỏ mạng sáu lục địa ba châu nhất hải không biết sẽ phát sinh như thế nào tai nạn. Ngươi là toàn bộ ngự thiên cung tội nhân, ngươi còn không biết tội sao. Làm mưa làm gió cẩu tặc, chư hầu các trưởng lão dồn dập sườn núi khẩu mắng to, nước bọt đầy trời bay ngang, lúc đầu tất cả mọi người đối với đoan mộc tiểu mạng dời thi đấu đoạn kiếm hải quyết nghị có chút nghi vấn, trải qua như thế một phen khúc chiết, mới chợt hiểu ra. Nguyên lai đoan mộc tiểu mạng đã sớm biết đoạn kiếm hải dưới biến hóa, quyết định tạm thời chính là vì dẫn trận này hòa loạn tội khôi hòa thủ, thiên long đại lục, thái hành đại lục, tiên kiếm đại lục, thần hổ đại lục, thái thanh đại lục, vô cực đại lục, trung châu, u châu, thương hải ngự thiên cung phân cung cung chủ, từng cái con mắt trừng cực lớn, nổi gân xanh, mặt đỏ lên giường như gầm thét đàn sư tử, hận không thể đem tả khâu phong đám người ăn sống nuốt tươi, người đã không nói lời nào, những người khác đâu. Lạc vô nhai tay áo phất một cái, đồng dạng quỷ ở một bên vu khôn thành cao minh đám người sớm đã thần hồn đều là mạo này thì bị điểm danh tức thì dường như rung rẩy một dạng run run nằm rạp trên mặt đất lên cái tráng tại trên đất không ngừng trọng trọng đánh sinh dập đầu ra vô số hố nhỏ xuất hiện liền khóc lộ vẻ cười địa đối với cao tọa trên đoan một tiểu mạng cung chủ ta sai chúng ta cái gì cũng không biết a à. đúng vậy a à, đều là tả khâu phong khư khư cố chấp mới gây thành đại họa như thế nha chúng ta thật một điểm cũng không biết cầu cung chủ tha mạng a à. hai vị phó cung chủ bắt đầu khóc lóc kể lễ ngay sau đó từng hàng quỳ người bắt đầu khóc lóc kể lễ run run chỉ một thoáng một mảnh quỷ khóc sói tru phía trước đều là một đám ở ngự thiên cung làm mưa làm gió người hiện tại toàn bộ đều người lớn người kêu đánh qua phố chuột chật vật không ngớt đều bọn họ câm miệng cho ta tả khâu phong bình tĩnh mặt sắc tiếng trống giận dữ lên mới vừa một mạch không nói gì tả khâu phong trong nháy mắt nhãn thần bên trong hiện lên một tia hận ý nộ nói rằng đoan mộc được làm vua thua làm giặc không cần nhiều lời dù sao cũng là một lần chết ngươi thành toàn chính là thiếu ở nơi đó làm nhục ta bước liên tục nhẹ nhàng hương phong trận trận dường như cô hồng tiên tử một dạng thánh khiết tinh khiết trắng đoan mộc tiểu mạng băng đồng trong lúc đó tràn đầy khinh thị cùng trào phúng vậy ngươi còn chưa động thủ đoan mộc lạnh lùng nhìn tả khâu phong nguyệt mâu đầy là khinh thị Tả Khâu Phong đầu tiên là sững sờ, hàm răng cắn chặt, trong lòng đối với Đoan Mộc tiểu mạn hận ý lần thứ hai bạo dũng, thật là ác độc người a. À? Đoan Mộc, sát nhân tru tâm sao? Để cho ta tự sát với trước mặt mọi người. Tốt, khóe mắt trung lên, Tả Khâu Phong mặt sắc thâm trầm hung ác nham hiểm, xương kết thúc bị kìm được đùng rung động, cả người kình khí bạo dũng. Một cổ tràn ngập linh hồn uy áp lần thứ hai bạo dũng đứng lên lập tức quanh một tiếng mới ngã xuống đất lên, đầu trọng trọng kích trên mặt đất bên trên, tự như một cổ thi thể. Cao tọa bên trên, đoan một tiểu mạng tay phải băng giải lụa màu xanh lam đã nhanh chóng tiêu thất, còn sót lại quan mang lộ ra từng đợt khí tức tử vong, thần tuyết ấn. Mọi người dồn dập hít vào một ngùng khí lạnh, đài hạ hàng vũ long ở bên trong một đám cường giả tức thì ánh mắt hơi khép, thiên sương thần tuyết ấn, là đoan một tiểu mạng tự nghĩ ra hai bộ hoàng phẩm cao dài công pháp, Ngàn Sương ấn là cường đại vũ kỹ, bao hàm không gian kỹ năng ở bên trong, mà Thần Vương ấn tắc thì là một bộ cực kỳ lợi hại hồn kỹ năng, chỉ thích hợp đoan mộc tiểu mạng tự mình tu luyện, đối với linh hồn năng lượng, linh hồn uy áp cũng có dùng công pháp, Thần Tuyết ấn ra, linh hồn diệt hết, đồn đãi, chỉ cần bị Thần Tuyết ấn phong ở trên người, thân thể, thần thức đều phải bị đoan mộc tiểu mạng thao túng, linh hồn uy áp sẽ nhanh chóng giảm xuống, không gặp được giải phong. Ngàn trải qua bách mạch cuối cùng sẽ bị thật nhỏ đến mức tận cùng băng tinh một chút đóng băng, bị phong ấn người mắt mở trừng trừng hồi cảm thấy tử vong đã tới, bảy ngày về sau, cuối cùng trong nháy mắt hóa thành băng nhân vỡ nát. Trong lúc ở chỗ này, thần thức vẫn còn ở, ngoài trừ hồi cảm giác đến mức tận cùng hàng lãnh, còn có chính là vô tận uy áp, đến hậu kỳ, như rất thần tuyết chi quốc, nhãn trung huyễn tượng vô số, đoan một tiểu mạng đây là muốn hành hạ chết tả khâu phong A. À hàng vũ lông tóc ghế dựng thẳng, bàn tay toát ra mồ hôi lạnh, phốc phốc, tả khâu phong trong nháy mắt giống như một cái co giật trắng, mới vừa phẫn hận thần tình trong nháy mắt biến thành đông cứng một dạng, màu xanh đen da sắc làm cho người khiếp sợ không thôi, cực kỳ khủng bố, chẳng qua mấy hơi, tả khâu phong liền không động đậy nữa, như một khối tượng băng một dạng, cương thẳng cứng trắng rất. Thấy tả khâu phong bộ dạng, mười mấy cái tội khôi hòa thủ càng là trực tiếp sụi lơ trên mặt đất, trong khoảng thời gian ngắn, Đài trên dập đầu tiếng không ngừng, tựa như tiểu hình địa chấn một dạng, chấn động không ngừng, rất nhiều người trực tiếp bị dọa đến phần hông trong lúc đó vàng bạc chi vật chảy ra, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ đài cao biến được cực kỳ lúng túng, lạc vô nhai, mấy năm này làm mưa làm gió đều ở chỗ này sao? Đoan một tiểu mạng thanh âm lạnh lùng truyền ra, lạc vô nhai trong lòng cũng là cả kinh, lập tức cung kính nói ra, toàn bộ ở chỗ này, những thứ khác một ít, đã có bất đồng trình độ trừng phạt chỗ vậy những thứ này, đều đẩy tới thiết luật đường vực sâu đi. Lạc vô nhai ngẩng đầu nhìn liếc mắt đoan mộc tiểu mạng, mọi người càng là dồn dập cả kinh, một lần này đoan mộc tiểu mạng quả quyết sát phạt, đúng là động sát tâm, không còn dám nhiều lời. Cái này mấy chục người trải qua ngự thiên cung bồi dưỡng, tiêu hao vô số nhân lực, vật lực, tài lực, nói giết liền giết, đoan mộc tiểu mạng phần này can đảm lượng, cũng làm cho tóc gáy đều lạ lập, từ đầu đến chân giường như tưới một chậu nước lạnh, đây chính là mắt không cung chủ hạ tràng, có hai lòng, chết không có gì đáng tiếc. Người đến, đem người mang xuống. Lập tức thi hành, cổ nhạc nhãn trung không có chút nào đồng tình, hơi thở trong lúc đó lạnh trên một tiếng. Trong nháy mắt, mọi người tựa đầu dập đầu được mạnh hơn nước, xương sọ đụng bể thanh âm không phải số ít, mỗi người đều mặc như thổ sắc, thấy phía dưới một đám ngự thiên cung đệ tử đã vỗ tay tán thưởng lại khiếp sợ. Mà Lý Thiên Nhiên cùng hàng vũ nhu đám người, nghe được quyết định như vậy, chợt khuôn mặt nhỏ nhắn khẽ động, Dồn dập rất nhanh trong tay gốc áo, có chút không đành lòng, khuôn mặt ngưng trọng, còn có cái kia cũng khuyết hồ tử phong, cùng nhau đưa đến vực sâu đi. Đoan mộc tiểu mạng yếu ớt nói đạo, xoay người ngồi trở lại chỗ ngồi bên trên. Nhất thưởng nhất phạt, đoan mộc tiểu mạng trước mặt mọi người trừng phạt chỗ, đã là mọi người một cái giao phó, cũng là một đạo tỉnh ngủ, đối với ngự thiên cung có nhị tâm người, tuyệt không được nuông chiều, đồng dạng bơi tới 15 ngàn mét, quân hạo thiên tử phong cùng tô giật kết quả hoàn toàn khác biệt cung chủ tử trưởng lão nghe tử phong tên trong nháy mắt kích động không thôi gỡ ra đoàn người té xông lên đài cao bên trên dường như như điên đoan một tiểu màn tố thủ khẽ dơ lên một đạo tường băng mọc lên đầy trời băng tinh đông đưa mọi người hai mắt nhắm lại tử trưởng lão sinh đã bị định tại chỗ câu lũ thân thể ở đung đưa trong gió bất định ánh mắt trống rỗng thần tình hiu quạng cung chủ tử phong nhất thì hồ đồ a cầu ngươi mở một mặt lưới, cầu ngươi mở một mặt lưới. Lão hủ nguyện ý thay hắn bị phạt, tự trưởng lão rung rẩy môi, hàng lãnh không ngớt, phô thiên linh hồn uy áp trót vào cốt tuỷ, nhiếp nhân tâm phách. Chương 1692, đổi lại ngươi cũng giống vậy, đoan một tiểu mạng cũng không trả lời, chỉ là nhãn thần bên trong thấu triệt một cổ trong trẻo lạnh lùng, cái gì tử phong, cái gì cũng khuyết hồ số một, ở đoan một trước mặt ngay cả một chả là cái cốc khô gì. Mặc dù là quân hạo thiên, ở đoan mộc trong mắt, cũng là không đủ nặng nhẹ tồn tại. Lạc vô nhai vội vàng đem tử trưởng lão kéo, nhãn thần biến đổi đột ngột, ý bảo không nên nói nữa. Tử trưởng lão, niềm tình ngươi hộ tống vô ích sốt ruột. Còn dám nói như vậy lời nói, cùng nhau ép vào vực sâu. Lạc vô nhai cả giận nói, lập tức, tử trưởng lão nhãn thần rung lên, giống như một quán buồn nhão, cả người tuyệt vọng đến mức tận cùng, râu tóc trong nháy mắt tuyết bạch, bay lạ tả không trung, tang thương được dường như gần đất xa trời lão giả, không dừng được lắc đầu, lão lệ tung hoành, cực kỳ khó chịu. Nhìn tử trưởng lão thương tâm mục dương, tô giật trong đầu trong nháy mắt quanh quẩn nhất vị sáu bảy chục tuổi, thấp bé thân thể dáng dấp. Lúc trước mình bị đồn đại mệnh tan thần kiếm tốt thời điểm, tô trưởng lão tâm tình chắc cũng là như vậy bất đắc dĩ đi, tô giật tâm trong nháy mắt mang theo từng ti ba động, tử phong dĩ nhiên là tội không thể tha thứ, bị ma quỷ ám ảnh, thế nhưng, đối với một cái tân tân khổ khổ tài bồi hắn người mà nói, tử phong đối với tử trưởng lão ý nghĩa toàn bộ cùng tâm huyết, nhất dễu cực là, quân hạo thiên nhưng phải là một cái cố chấp sư phụ, mà chôn vùi cuộc sống của mình, ai, lúc này, đài hạ cũng không ngừng vang lên thổn thức cùng tiếng thở dài, vốn là thiên chi kiêu tử, không biết làm sao lại lạc được kết cục như thế, mà này lúc, đài trên một gã rất thẳng thân ảnh gây nên chú ý của mọi người. Quân hạo thiên hơi lộ ra đơn bạc thân thể, thẳng thẳng đứng thẳng quỳ xuống trên mặc cho bên cạnh người như thế nào cầu mệnh mày kiếm như trước đứng chỏng ngược tràn đầy kiên nghị tình không nhúc nhích chút nào đáng thương quân hạo thiên sư phụ gần chết thảm mình cũng dọa sợ một điểm phản ứng cũng không có đúng vậy a à. ta nếu như hắn cũng sẽ chịu đựng không được nguyên bản thiên kiêu chi tử bị sư phụ lợi dụng cả đời tuổi còn trẻ liền bộ trên công xiền, kết cục như vậy thật sự là khó có thể tưởng tượng a à phổ thông trưởng lão cùng các đệ tử tiến nghị luận, giống như một đêm đem thép trùy đâm ở quân hạo thiên cột sống bên trên, hàng vũ nhu cùng Lý Thiên Nhiên sớm đã nhìn không được, tự đầu hơi hơi nghiêng đi, nhãn bên trong nhìn lấy mặt sắc bình tĩnh như nước quân hạo thiên, tô giật ánh mắt hơi khét, cảm xúc không khỏi cuồng cuồng, cái này gia hỏa, lẽ nào một lòng muốn chết sao? Cương nhiên không có nửa điểm phản ứng, tử phong cùng tả khâu phong hoàn toàn khác biệt thái độ, cho dù ai đều sẽ tâm lạnh đi chỉ là quân hạo thiên đối mặt tuyệt cảnh thời gian thản nhiên như vậy phong thái làm cho tô giật lần nữa đối với cái này ngự thiên cung đệ nhất có mới xem pháp cùng tuổi bên trong có rất ít làm cho tô giật cảm thấy tâm trí cứng cỏi linh hồn năng lượng nhân vật nghịch thiên nhìn quân hạo thiên tồn vong trong lúc đó vẫn như cũ không mất phong thái tô giật trọng trọng điểm gật đầu tự ta đi ngự thiên cung đệ tử từng bước từng bước kéo đi khóc trống người quân hạo thiên mày kiếm một cái nhẹ giọng nói đạo ánh mắt như nước, yếu ớt liếc mắt nhìn ngự thiên cung thiên không, quân hạo thiên khóe miệng hơi hơi xé ra, tức thì đứng dậy, hướng về phía đoan mộc tiểu mạng cùng với cổ nhạc trưởng lão đám người cung kính cúi đầu, hạo thiên biết tội. Sư phụ đã có nghiêm phạt, ngự thiên cung tại bồi, hạo thiên suốt đời khó quên, chỉ có kiếp sau trả lại, nhiều tiếng len ken, cùng cuồng kình phong đem mỗi một câu đưa đến mỗi người bên tai, đúng mực thái độ làm cho tất cả mọi người động dung. Cổ nhạc đám người trong mắt tinh quang rung lên, theo sau lại ảm đạm xuống, đoan mộc cung chủ làm quyết định, bọn họ cũng không có chút nào cầu tình không gian, có thể nói cũng không dám nói. Vì quân hạo thiên cầu tình, không thể nghi ngờ là đem chính mình đặt ở tả khâu phong nhất phái, đồng tình quân hạo thiên, không thể nghi ngờ là đối với đoan một tiểu mạng trách cứ, bạch bạch bạch, quân hạo thiên mỗi một bước đều đi cực kỳ cứng cỏi, như là bàn thạch, từng bước chấn nhiếp nhân tâm, trải qua tô giật bên người thời điểm, hai người bốn mắt đối lập nhau, giữa linh hồn uy áp lẫn nhau mâu thuẫn, ai cũng không muốn để cho, giờ khắc này, quân hạo thiên nhãn trung hiện lên một tia ý chí chiến đấu, chuyển chớp mắt trong lúc đó lại tắt, dường như tinh tinh chi hỏa, lần nữa biến mất, tô giật, ngươi là ta quân hạo thiên cả đời đối thủ. Tiếp theo, gặp lên, chúng ta hảo hảo so đấu một phen. Ha ha ha. Quân hạo điểm không tự chủ cười rộ lên, mày kiếm trong lúc đó lóe ra một tia thần thương, tô giật trong lòng khẽ động, đây là vô lực phản kháng, cũng là đối với vận mạng khuất phục. Càng đối với thực tế thỏa hiệp, không nói thở dài lan ra kéo dài ở từng cái ngự thiên cung trước mặt trưởng lão, trong lòng không khỏi thổn thức, ngự thiên cung lẽ nào tự muốn mất đi một cái quyết định thiên tài này. Tô giật cùng quân hạo thiên so đấu, cuối cùng lấy tô giật thắng được vì kết quả, thế nhưng quân hạo thiên hạ tràn mọi người bất ngờ, trong lòng khe khẽ thở dài. Nằm dưới đất tả khâu phong, so với đồ đệ của mình đến, tưởng chừng như là một chuyện cười một dạng tồn tại, dồn dập đối với nằm dưới đất tả khâu phong, mặt lộ vẻ không tiếc tháo tình, chậm đá. Tô giật tức thì đứng dậy, mặt sắc nhất chính, kinh sợ kinh sợ mũi, chỉ một thoáng, tất cả mọi người đưa mắt quét về phía tô giật bên này, gần đi xuống đài quân hạo thiên cũng là xoay người lại, tô giật đi tới đoan mộc tiểu mạng bên người, nhìn chầm chầm đoan mộc khuôn mặt nói ra, đoan mộc cung chủ, ta có một việc muốn nhờ, nghe được câu này đoan mộc tiểu mạng nguyệt mi cau lại trong lòng khoảng chừng đã đoán được tô giật muốn nói ngươi cấp cho quân hạo thiên cầu tình không sai cái này sự tình cùng quân hạo thiên không quan hệ cũng xin đoan mộc cung chủ mở một mặt lưới đoan mộc tiểu mạng trong trẻo lạnh lùng như là bạch ngọc khuôn mặt lên lòe ra một tia kinh ngạc tất cả mọi người hơi có chút kinh ngạc tô giật dĩ nhiên vì cái này đối thủ cạnh tranh kinh ngạc cái này sự tình không có chỗ trống ngươi lui hạ đi chỉ một thoáng một cổ linh hồn uy áp nhảy vào tô giật tâm thần bên trong, thiên nguyên yêu hồn kịch liệt trung động, tô giật trước mắt trong nháy mắt xuất hiện rất nhiều tuyết hoa, ngập trời kinh khí dường như bắt tay một dạng đem tô giật thân thể phong tỏa lại, ở đoan một tiểu mạng trước mặt, tô giật cảm giác được chính mình nhỏ bé đến mức tận cùng, đây chính là lực lượng cách xa. Cùng đoan một tiểu mạng so sánh với, ta quả nhiên vẫn là quá nhỏ bé này. Tô giật trong lòng tức thì nhấc lên cơn sóng thần, xa xa quân hào thiên, nhãn sóng trung động không ngừng, thân thể hơi hơi lay động, run rẩy môi kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới, một giây sau cùng, vì mình nói chuyện, dĩ nhiên là cái này không có đánh qua mấy lần kêu lên tô giật. Mà tô giật nhưng trong lòng là có thêm chính mình cách nghĩ, bướng bỉnh cùng cuộc cường lại một lần nữa xông lên đầu, quân hạo thiên cực giống năm đó tứ cố vô thân chính mình, chính mình có thần bí quan đoàn, hắn lại không có thứ gì, như ban đầu chính mình, ở hỏa sơn chỗ, liền lựa chọn tâm chết, hiện tại cũng sẽ không có chính mình. Tô giật cắn chặt hàm răng, đây không chỉ là cứu quân hạo thiên, càng là ở cứu mình, dùng huyết khí đi cứu vớt cái này gần tan vỡ tâm cảnh. Nhân sinh, cần phải chấp chưởng với trong tay mình, mà không phải bị người khác tả hữu. Giờ khắc này, tô giật muốn cạnh tranh. Thay quân hạo thiên cạnh tranh, thay mình cạnh tranh, cạnh tranh ở một cái đại thiên thế giới, giành được một cái thiên địa độc hành, giết một người, xa xa không có cứu rỗi một cái người đến được càng có ý nghĩa tôi giật cổ đẳng lên linh hồn uy ác, cổ nén kinh mạch cảm giác đau đớn, thâm thúy vô cùng ánh mắt tự như hàng đàm, mắt nhìn đoan mộc, tự như ẩn chứa vô cùng vô tận lực lượng, đùng. Đoan Mộc tự hồ lại một lần nữa thấy băng thiên tuyết địa trung cái nào thân ảnh đơn bạc, muốn cùng thiên đấu, cùng địa cạnh tranh, đem chính mình bảo hộ trong người xuống bất khuất thân ảnh. Trong nháy mắt đó, Đoan Mộc tiểu mạng viền mắt bên trong, yên ba lưu chuyển, ba động liên tục, nhấp nhẹ môi đỏ mộng, từ tốn nói, vì hắn. Ngươi muốn cãi lời ta, tô giật khóe miệng nhỏ bé câu, một cổ ngạo nghệ đứng vững giữa chân mày, nói ra, đổi lại ngươi, cũng giống vậy. Chương 1693, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, tô giật những lời này, có hai tầng hàm nghĩa, như hôm nay cần cái này cứu rỗi nhân là đoan một tiểu mạng, tô giật mình cũng nhất định sẽ như vậy đứng ra, cứu đoan một tiểu mạng tại nguy nan trong lúc đó. Mà xem như đoan một tiểu mạng, tin tưởng cũng nhất định sẽ có mình muốn cứu rỗi người, tôi giật biện pháp nàng nhất định sẽ hiểu giết một người xa xa không có cứu rỗi một cái người đến được càng có ý nghĩa một câu nói này nói năng có khí phách dường như sơn cốc tiếng vọng một mực đoan một tiểu mạng cánh cửa lòng thật lâu xoay quanh một đạo nhỏ không thể thấy ba động ở viền mắt hiện lên chợt một cổ tập kích thiên sát mà linh hồn uy nghiêm kinh sợ toàn trường xa chỗ thật cao tung bay cờ xí trong nháy mắt ngưng kết trên không trung đình chỉ phiêu động người ở chỗ này tức thì trong lòng rùng mình mênh mông cuồn cuộn vô cùng uy áp kèm theo vô biên vô tận lương khí, một giây kế tiếp, là có thể làm cho tất cả mọi người tâm hồn đông lại một dạng, tất cả mọi người lặng im không nói, không dám thở mạnh, làm ngự thiên cung chủ nhân, đoan một tiểu mạng tự như cùng trầm tích ở ngự thiên xuyên nhiều năm nghìn năm như băng sơn, trở tay phúc vũ trong lúc đó đều là uy nghiêm. Cái kia cổ trong thiên địa mênh mông cuồn cuộn khí tức lần thứ hai trào trên trong lòng mỗi một người, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ngay mặt tiếp xúc kỳ phong mang, tự liền cổ nhạc, lạc vô nhai mấy người cũng là mặt sắc ngưng trọng, thân thể cương thẳng, thời gian giây phút mà qua, nhưng thật giống như qua rất nhiều năm. Đại hạ vô số người khiếp sợ con mắt mở lão đại, thầm nghĩ đến tô giật lá gan cũng quá lớn, đây chính là giơ tay lên trong lúc đó liền có thể hủy diệt một cái nhị lưu tông môn tuyệt đỉnh tồn tại, mà tô giật lại nhàn nhạt là một cái quân hào thiên. Một cái bèo nước gặp nhau thậm chí có chút ân oán người, ở hướng đoan một tiểu mạng cầu tình công nhiên đánh đoan mộc tiểu mạng mặt. Không phải quá điên cùng chính là ghét bỏ mệnh quá dài, Tô Đại Ca, Tô Giật, Hàng Vũ Nhu, Lý Thiên Nhiên, A à Sơ, Thiên Trường, còn có bị Tô Giật thi cứu người, dồn dập đem tay rất nhanh, thân hình không dám đại động, nhãn thần khẩn trương không ngớt, ánh mắt nóng bỏng, theo chu vi không ngừng bốc lên nhiệt độ cao, một điểm lại một điểm trước thiêu mọi người tâm. Mọi người lửa nóng bầu không khí cũng bởi vì đoan mộc tiểu mạng lãnh ý trong nháy mắt đến băng điểm đầy trời linh hồn uy áp trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ trung chấn động sân rộng, băng lãnh mà đến xương, trong không khí xào xạc khí áp cực thấp, mịt mờ trung mang theo vài tia cực hạn nguy hiểm. Môn chủ, tô giật làm sao bây giờ? Vô lượng môn vài tên cường giả, đồng dạng cũng đều là nguyên tông cảnh giới cường giả, đứng ở thân sau thấp giọng nói, nguyên khí vòng quanh người, đang ở làm chuẩn bị, đứng chấp tay hàng vũ lông, không nghĩ tới bầu không khí khẩn trương như vậy, tiếng lòng càng là tự dưng mà căng đứng lên, theo thì làm xong nghĩ cách cứu viện tô vật chuẩn bị, nhìn nhìn lại, đoan mộc tiểu mạng cái này nữ nhân nói không được, âm tình bất định. ở đoạn kiếm hải cuối cùng thời điểm, đoan mộc tiểu mạng liều mạng tranh đấu cũng nghĩ trước phải cứu tô vật, mà này lúc, đoan mộc tiểu mạng thân trên tràn ngập sát khí, cũng là quá mức nồng nặc, thực sự làm cho người không đoán ra. lập tức tráng một cái, tô vật cùng đoan mộc tiểu mạng bốn mắt giao tiếp, trên đài tô vật kinh sợ kinh sợ mũi. Vận chuyển lên hỗn nguyên chí tôn công, tuy là đối diện linh hồn uy áp cực kỳ nồng nặc, tô giật biết đoan mộc tiểu mạng cũng không phải là có tâm muốn giết mình, phản phất tại nói, ngươi hiểu ta, đoan mộc tiểu mạng ánh mắt trung lên, mũi nhọn rất nhỏ lạnh trên một tiếng, không hề nhìn nhiều, ngươi nếu như bốn cái số một, ta tạm tha hắn. Quá nửa buổi, đoan mộc tiểu mạng mở miệng yếu ớt, bốn cái số một, ta không có nghe lầm chứ. Bốn cái số một, không thể tuyệt đối không thể hoàn thành nhiệm vụ vừa nói tất cả mọi người nhãn thần bên trong dồn dập toát ra khiếp sợ kinh ngạc một cỗ lương khí trong nháy mắt từ đầu đổ đến bàn chân càng nhiều hơn chính là không thể tin tưởng bốn cái số một ngự thiên cung tự xây cung tới nay liền không có qua nếu như tô giật đạt được bốn hạng số một không chỉ có là linh nhạc phong ánh sáng càng là ngự thiên cung ánh sáng khả năng này đều sẽ oanh động toàn bộ sáu lục địa ba châu nhất hải đó là một cái người hoàng mỹ biểu hiện không riêng gì linh hồn năng lượng, càng là võ lực tượng trưng, còn có là thân trên cực kỳ tài nguyên phong phú dự trữ, sẽ có người như vậy tồn tại sao? Trong lòng mọi người đều là cực độ hoài nghi, được, tô giật bả vai nhỏ bé kinh sợ, xoay người lại nhìn đài hạ khẩn trương bất an hàng vũ nhu, cùng với lý thiên nhiên, nhãn trung tràn đầy đều là tự tin tình, phản phất tại nói cho bọn họ, không phải sợ, có chính mình tại, đoan mộc nhãn thần trong nháy mắt quét về phía cổ nhạc, đối với bên ngoài nói ra, cổ nhạc, tỏ vẻ công bằng đi trước mời mấy vị kia qua đây đi trong nháy mắt biết đoan một tiểu mạng ý tứ cổ nhạc trọng trọng điểm gật đầu lập tức cấp tốc xuống đài đi giao phó đợi lên sân khấu đệ tử sự tình có thể tô đại ca chúng ta có thể lý thiên nhiên cố lấy khí lực đại nói rằng tô đại ca nhìn chúng ta đi a à sơ cũng lập tức ở thân về sau theo hô to đối mặt tô giật tín nhiệm a à sơ cùng lý thiên nhiên cũng biểu hiện ra không giống như xưa kiên định tô giật trở xuống chỗ ngồi về sau quân hạo thiên như trước bị đặt ở một bên nhìn không chuyển mắt nhìn tô giật nhãn trung tràn đầy lòng cảm kích mắt thấy quân hạo thiên bình tĩnh tô giật mỉm cười thầm nghĩ nói ban đầu chính mình vậy cũng cực độ hy vọng có một người như vậy mau cứu chính mình chứ không khỏi lắc đầu cười khổ vì sao chính mình gặp không được trên chính mình thiện lương như vậy lại ngưu hống hống người đâu cái khác người bao quát tả khâu phong vết tích toàn bộ bị xử lý sạch sẽ này thì bọn họ phỏng chừng đã đều đến thiết luật đường vượt sâu bên trong, luyện đang tiền tam danh hợp, trình lên. Cổ nhạc tráng ngưng trọng, lúc này luyện đang cùng luyện hồn thứ tự sẽ rất là trọng yếu, lập tức, ba gã vẫn là đang đắp hồng trụ đang hợp bị nhất nhất trưng bày ở cổ bàn bên trên, cái này ba bình đang dược, theo thứ tự là ở ta ngự thiên cung đệ tử ở cực trong khoảng thời gian ngắn luyện đến mà thành, phẩm cấp tối cao, độ hoàn thành tốt nhất, có thể trực tiếp dùng, những đang dược khác có dược tính không đủ, có hoặc là chỉ là bán thành phẩm thế nhưng tỏ vẻ công bằng không chọn đan dược cũng sẽ ở thiên đan trai trưng bày bảy ngày mà bởi lần này ngự thiên hồn cuộc so tài tính đặc thù tất cả đan dược đều sẽ từ thiên đan trai luyện dược chấp sự lần nữa củng cố công nhiên bày tỏ hoàn tất về sau bằng ngọc bài liền có thể đến thiên đan trai tự hành lĩnh một hồi binh khí vũ khí cũng giống như vậy đây là ngự thiên cung khen thưởng thêm quá tốt đây hoàn toàn xem như là niềm vui ngoài ý muốn đúng vậy a à, có thể có được luyện dược chấp sự gia trì chúng ta đang dược nhất định sẽ vượt qua xa bình thường đang dược có thể so sánh cuối cùng là có điểm hồi báo chỉ là đài trên cái này ba bình đang dược dường như phẩm cấp rất cao a à. không biết là người nào luyện chế có thể ở trong thời gian ngắn như vậy luyện đến mà thành cũng quá lợi hại đi rốt cục đến chế thuốc phân đoạn khen ngợi phân đoạn tiếp tục tiến hành tham gia chế thuốc hàng vũ nhu lý thiên nhiên cùng thiên trường đã đem cái cổ đưa lão trường, hận không thể cổ nhạc một tia ý thức toàn bộ công bố mới tốt. Long phá sơn tể mi lộng nhãn cùng từng cái ngự thiên cung phân cung chủ ngươi một lời không một ngữ nói ra, uy uy uy, lão lạc, thừa dịch cổ nhạc còn không có công bố, đang dược này vũ khí là ngươi sửa sang lại, ngươi cho lão ca nói một chút, cái này ba cái đều là người nào ra. Để cho chúng ta cũng tốt đánh cuộc một keo, chương 1694, mặt hồng hai lão, lạc vô nhai mỉm cười, lắc đầu, giả vờ thần bí nói ra, không thể nói, không thể nói. Ha ha ha, chỉ nói là xong, lạc vô nhai xoay đầu lại liếc mắt nhìn tô giật, nhẹ nhàng gõ đầu, nhãn trung rất có chờ mong tình, thôi đi, có cái gì tốt thần bí, Long phá sơn bạch liếc mắt, tất cả chư hầu trưởng lão đều ngồi ở một hàng, thái hành đại lục liễu kháng giang, tiên kiếm đại lục chúc kiếm quân, thần hổ đại lục vô chu tử, thái thanh đại lục niếp sông tuyệt, vô cực đại lục đang hồng công, còn có trung châu, Thương Hải Lãnh Vũ Ninh, Lâm Sương Bình, ngoại trừ Trung Châu cùng Thương Hải là hai vị nữ cung chủ, đại lục khác phân cung chủ đồng loạt đều là hơn 60 tuổi tao lão đầu tử, mỗi người tinh thần quắc thước, linh hồn uy áp khiếp người, trầm ổn bên trong, linh hồn năng lượng cực kỳ thu liễm, nhìn một cái chính là nghịch thiên tuyệt đỉnh cường giả. Hơi yếu một chút Lãnh Vũ Ninh cùng Lâm Sương Bình bưng ngồi một góc, dáng vẻ tự nhiên, hai vị cung chủ khí chất ung nhã, bảo dưỡng rất tốt nhìn qua cũng chỉ có ngoài ba mươi niên kỷ trên trán đều là chỉ có mấy đạo nhàn nhạc, nhạc nếp nhăn nhất vị tự thủy trung thanh nguyệt nhất vị lại tự như xuân trong bách hoa đều có các kiều diễm đều có các mùi vị tự nhiên cười nói trong lúc đó tràn đầy đều là thành thục mùi vị mà có người nói lãnh vũ ninh là một đường theo cũng khuyết hồ phấn đấu đến trung châu cung chủ vị trí phấn đấu lịch trình cực kỳ không dễ cổ nhạc nhất cách chức chính là từ lãnh vũ ninh nhận tiểu đội lại nói tiếp lãnh vũ ninh hay là tại tả khâu phong một tay đề bạc lại có thể làm được gần buồn mà chẳng hôi tanh mùi buồn cũng là nhất kiện chuyện không dễ dàng tình tiểu ninh tử tiểu bình tử các ngươi nói cái này ba cái bên trong có hay không các ngươi gia long phá sơn ở lạc vô nhai nơi đó bị sập cửa vào mặt lại tới trung châu thương hải phân cung chủ nơi đây tìm tồn tại cảm giác hướng tới thanh cao không vòng vào lãnh vũ ninh yếu ớt liếc mắt nhìn nhẹ giọng nói ra nói nhảm nhiều quá mở ra chẳng phải sẽ biết. Sốt ruột cái gì, ngự thiên cung nữ nhân chính là so với không được thiên long đại lục, mỗi một người đều hung ba ba, hướng tới là chư hầu lão đại ca long phá sơn tức thì hỏa khí đi lên, mà ngồi ở nhất góc dưới lâm sương bình che miệng lại, khẽ cười nói, long đại ca, cũng không thể nói lung tung, chữ chúng ta có thể không quan trọng, thế nhưng lời này đem chúng ta cung chủ đều cho mắng đây. Một chiêu này xác thực lợi hại, Long Phá Sơn tức thì câm miệng, ngượng ngùng không nói ở đang ngồi tất cả mọi người nín tinh thần cười nói, Lâm Sương Bình nói ra, Long Đại ca vẫn là học thêm học bên cạnh ngươi tiểu thiếu niên đi, tuổi đã cao, vẫn là như vậy không được trầm ổn. Tô giật nghe vậy vừa nhất, ánh mắt nhìn kỹ Lâm Sương Bình, khuôn mặt xinh đẹp xứng trên hơi hơi đầy đặn vòng eo, nói vậy lúc còn trẻ cũng là nhất vị cực kỳ xinh đẹp nữ tử. Lâm Sương Bình thấy tô giật ánh mắt đảo qua, lập tức đáp lễ, mỉm cười, đôi mắt trong lúc đó tràn đầy tiếu ý, vô cùng chân thành cho tô giật cực kỳ cảm giác thoải mái xoạt hồng trù bị cổ nhạc kình phong thật cao thổi bay chỉ thấy ba bình đang dược linh khí trong nháy mắt xông vào mũi tất cả mọi người tại chỗ vì đó run một cái làm luyện đang kiểm tra đo lượng chính thức bắt đầu đọc một chút không giống như xưa luyện đang cùng luyện dược bởi vì tô giật ngược lại biến thành trọng đầu đùa dẫn. mọi người hô hấp bị kìm hãm mà chư hầu các trưởng lão cũng đều là hai mắt tỏa sáng gật đầu tán thưởng lạc vô nhai càng là vuốt ve chòm râu nói ra Ta Ngự Thiên cung trẻ tuổi vẫn là có không ít người mới, có thể trong thời gian thật ngắn, luyện đến như vậy độ hoàn thành đang dược, hơn nữa đều là huyền phẩm đang dược, quá khó khăn. Huyền phẩm. Đài hạ rất nhiều hai mắt quan trực tiếp chăm chú vào ba cái bình thuốc bên trên, theo bên phải tới trái, theo thứ tự là ghi chú 27, 45, còn có Linh Nhạc Phong, hai vị trí đầu theo thứ tự là lấy phổ thông trưởng lão số thứ tự làm danh hiệu, mà sau Linh Nhạc Phong làm phổ thông trưởng lão thân phận tham gia trận đấu cho nên trực tiếp đánh dấu linh nhạc phong, tỏ vẻ khác biệt, Liễu Kháng Giang đang Hồng Công, các ngươi lại vui vẻ đi. Long Phá Sơn chỉ vào đầu hai bình đang dược nói đạo, nguyên lai nhất vị theo thứ tự là từ Thái Hành Đại Lục tiến cử đệ tử tham gia luyện chế, nhất vị là Vô Cực Đại Lục đang Hồng Công tọa hạ đệ tử tham dự luyện chế, hai người đều đã tiến nhập luyện đang ba vị trí đầu, mà để cho người vui mừng chính là linh nhạc phong lại một lần nữa trúng cử, làm cho tất cả mọi người thất kinh như Linh Nhạc Phong có thể lại một lần nữa bắt được số một, tô giật thì có ba loại đệ nhất, ư. Ừ. Hai vị ngự thiên cung cung chủ không ngừng mỉm cười gật đầu, thỏa mãn tột cùng, hai người liếc lẫn nhau, nhãn thần bên trong nhiều là khinh thị cạnh tranh ý tứ hàm xúc, cổ nhạc ở sốc lên hồng trù về sau, trên trán cũng là một hồi mừng rỡ. Phô thiên cái địa tịch quyển đang dược hóa thành từng cái quan sát theo lỗ chân lông tiến vào mọi người da thịt bên trong, mới vừa tối tâm cùng tâm kinh sợ toàn bộ đảo qua mà khoảng không bưng ngồi đài cao trên đoan một tiểu mạng lực chú ý thập phần chuyên chú, nghe cổ nhạc nói đạo, cái này ba bình đang dược trải qua lạc vô nhai trưởng lão kiểm tra đo lường, đều là huyền phẩm đang dược, 27 đội từ Thái Hành Đại Lục Hiệp Trợ, 45 đội từ Vô Cực Đại Lục Hiệp Trợ, Linh Nhạc Phong từ Tô Giật cùng hàng Vũ Nhu Hiệp Trợ, giải thích xong tất, từ Thiên Đan Trai trưởng đang trưởng lão, mặt lão, hồng lão kiểm tra đo lường. Mời hai lão. Cổ nhạc trầm giọng, theo về sau, phá tiếng xé gió vang lên, đoàn người bên trong, lôi lệ phong hành lại tới hai vị thiên đang trai luyện dược trưởng lão. Hai gã lão đầu tuổi gần già trên 80 tuổi, nhất người lấy xanh lục trường bào, nhất người lấy đỏ thẩm trường bào, bên ngoài trên hỏa văn tràn ngập, và nuôi thiên địa khí vận trong nháy mắt tràn ngập toàn trường, đều là đầu đầy chỉ bạc, cực kỳ thu hút sự chú ý của người khác, một thân mềm mại không có chút nào uy áp, thế nhưng vừa nhìn thấy dược phẩm, đều là hai mắt tỏa ánh sáng cả người không nói ra được kinh khí bắt đầu khởi động mà ra. Từ thứ hai người làm bình phán tiêu chuẩn, tuyệt đối là cực kỳ công chính, mọi người dồn dập khe khẽ bàn luận đạo, trưởng đang trưởng lão. Là thiên đan trai trai chủ, cùng thái thượng trưởng lão giống nhau đều là quanh năm sẽ không xuất quan nhân vật, những năm gần đây thiên đan trai chuyện vụ đều đã giao cho dưới đáy luyện đang chấp sự phản ứng, chuyên môn nghiên cứu dược lý cùng đan phương. Mặt trưởng lão tinh thông thế gian vạn vật dược lý, thân thảo dược tính, hồng trưởng lão am hiểu sâu lô đỉnh hỏa thuật trải qua bên ngoài tay đang dược hỏa hầu nắm giữ đúng mức từ bọn họ tới phán định tuyệt đối là lại thích hợp cực kỳ đúng vậy a à, không biết tô vật có thể hay không lại một lần nữa thu được số một trong lúc mơ hồ tô vật có thể hay không thu được số một trở thành một hồi ngự thiên hồn thi đấu chú ý nhất địa phương đứng thẳng ở xa xa quân hạo thiên càng là nhãn thần vô cùng lo lắng lấp lánh có thần địa nhìn chầm chầm tràn thượng cục diện sinh mệnh chi hỏa ở tô vật kiên trì yêu thích trong nháy mắt nóng hổi không gì sánh được người bên cạnh giới thiệu tràn ngập bên tai ngược lại làm cho lý thiên nhiên càng là khuôn mặt khẩn trương lúc này một con ôn thuần tay nhỏ bé lúc này phủ tới lòng bàn tay hương mồ hôi rậm rạp ngẩng đầu hàng vũ nhu chính mỉm cười nhìn mình không có chuyện gì nhất định có thể tin tưởng chính mình ừ lý thiên nhiên tiếu ít như hoa tự như nở rộ ra xuân tháng ba nụ hoa nhìn ra được hàng vũ nhu cũng là cực độ khẩn trương Nhị vị trưởng lão chợt hướng Đoan Mộc bái lễ, Đoan Mộc buồn bã nói: hai lão bắt đầu đi, xoay người lại, hai vị trưởng lão thần tình nghiêm túc, ánh mắt hơi khép, trong miệng hét lớn một tiếng. chương một nghìn sáu trăm chín mươi lăm giáp tiếng lên, mặt trưởng lão cùng với hồng trưởng lão phân biệt cầm trong tay giải lụa phóng mà ra, khoảng khắc về sau, một viên toàn thân tinh khiết trắng đang dược theo miệng bình bay ra, hiện lên ánh sáng yếu ớt trạch cực kỳ thánh khiết, mặt trưởng lão trong mắt tinh quang rung lên êm ái kình phong theo trong tay truyền ra, dược khí hương khí cực kỳ nghe lời liền hướng mặt trưởng lão mũi nhọn chui vào, huyền liên rõ ràng độc đan. Lấy thái hành đại lục, vạn năm không thay đổi tuyết xuyên trên nộ Phật huyền thanh liên làm thuốc dẫn, có thể giải khai thế gian mỗi bên chủng độc, độc khí chướng khí càng là không ở nói xuống, là người tu hành sông kỳ du lịch tất mơ tưởng vật. Tài liệu, thường đẳng Đan phương, huyền phẩm trung giai Đan dược phẩm giai, huyền phẩm trung giai theo sau hồng trưởng lão, để sát vào xem cân nhắc nhãn, bù đắp nói ra, 27 đội, huyền liên rõ ràng độc đan, hỏa hầu, trung đẳng, lô đỉnh, huyền phẩm trung giai, suy nghĩ đến thời gian cấp bách, giống như này thành sắc, xác thực làm khó dễ. Tổng hợp lại cho điểm, giáp trung, nghe mặt trưởng lão giải thích, thái hành đại lục liễu kháng giang cùng dưới đáy hai thập thất trưởng lão ngồi đàng hoàng, mặt sắc hồng nhuận, trong lòng thỏa mãn không ngớt. Ngự thiên hồn cuộc so tài luyện đang hạng mục, cho điển tiêu chuẩn theo tài liệu, đan phương tầng thứ, phẩm cấp, hỏa hầu, lô đỉnh ngũ mét vuông mặt bắt tay vào làm, kết quả chấm điểm chia làm giáp ất bính, mỗi một hạng lại phân thượng trung hạ, chia làm cửu ngăn. Một lần này luyện dược hạng mục, thái hành đại lục ngự thiên cung phân cung đồng dạng là không thể bỏ qua công lao, tốn hao không thiếu tâm tư, có thể có được mặt trưởng lão tán thành, giáp trong cho điểm đã là xác thực không thấp, ở dĩ vãn ngự thiên hồn trong cuộc so tài, giáp trung tuyệt đối là có thể bắt được luyện đan thủ khoa thứ tự, trong thời gian ngắn như vậy, luyện chế ra độ hoàn thành cao như vậy đang dược xác thực không dễ dàng. Đài dưới đáy hiệp trợ 27 đội tham gia đệ tử càng là gương mặt kiêu ngạo, nhìn hai bên cùng với trên đài tô giật, tráng một hiên, khóe miệng vẽ ra một đạo mỉm cười đắc ý, kích thích xú thí cái gì tinh thần, chúng ta cũng còn không có trên đây. Hàng vũ nhu gương mặt chán ghét, trên trán đầy là khinh thị mà Đan hồng công biểu hiện trên mặt cũng là cực kỳ coi rẻ miệng trên nhàn nhạt nói ra một viên nho nhỏ huyền liên hóa độc đan cũng làm người ta như này đắc ý vong hình hư cũng uổng xưng ngự thiên luyện đan sư liễu khán giang nghe vậy lắc đầu dư quan nhếch lên màn chút không vui nói ra vậy mỏi mắt mong chờ hồng công kiệt tác chỉ có long phá sơn hưng phấn không thôi nhẹ giọng nói ra lão lạc chọn thật tốt a à, làm cho cái này đối với đan đạo oan gia cùng tiến tới thật tinh thần cái này luyện đang thi đấu thấy cùng loạn đấu tựa như. Thú vị! Ha ha, quả thứ hai đang dược kiểm tra đo lường lập tức bắt đầu, bắt chước làm theo, mặt trưởng lão cùng hồng trưởng lão lần thứ hai chảy ra ra linh hồn giải lụa, quanh quẩn ở vô cực đại lục bình thuốc bên trên. Nắp bình mới vừa bóc ra, chính là một vệt kim quang phóng lên cao, trong nháy mắt hóa thành đầy trời rộng vực, bắn tung ở bên trong trời đất, kịch liệt kinh phong tựa như như phong bạo, bắn vọt thương khung, một cổ dị thường bàn bạc năng lượng trong nháy mắt lan ra kéo dài toàn trường mang theo nồng nặc vô cùng mùi thuốc đạo vọt vào mỗi người đạt được trong mũi lập tức một viên kim quan tràn ngập đang dược nhảy không xoay tròn ẩn chứa kinh người năng lượng ba động cực kỳ kinh người sặc sỡ lóa mắt ánh sáng lộng lẫy trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ đài cao dường như liệt dương một dạng không thể nhìn thẳng hô tất cả mọi người tại chỗ linh hồn trong nháy mắt trung lên như vậy vô cùng uy áp nhất định là cực kỳ cường hãn đang dược xuất thế, liền mặt trưởng lão cùng hồng trưởng lão đều nhanh chóng để sát vào, tỉ mỉ quan sát. Mặt trưởng lão thanh âm trong nháy mắt cất cao vài lần, hưng phấn không thôi, đại nói rằng, kim dương tụ phách đan. Là kim dương tụ phách đan, trong miệng kích động không thôi, hoa trăm râu mép ở trước mắt lắc lư, nhãn thần trong nháy mắt liếc về phía ngồi ở một bên đang hồng công, tràn ngập tâm tình kích động, đang hồng công, chúc mừng chúc mừng xem ra mấy năm không được thấy, lúc này đây xác thực hạ một phen đại công phu a. À? Hồng trưởng lão mỉm cười nói, trong nháy mắt mặt trưởng lão lời nói gây nên đại hạ một hồi náo động, kim dương tụ phách đan. đó là vật gì? cha, lão nhân kia nói là cái thứ gì? hàng vũ long nhãn trung cũng trong nháy mắt toát ra một đám lửa, xoa tay nói ra, thật không hổ là ngự thiên cung a, à, cái này thuộc luyện đang quả nhiên thông thiên, nhất ngày dĩ nhiên có thể luyện chế ra một viên kim dương tụ phách đan ta vô lượng môn cho dù có tài liệu, mau nữa cũng phải nửa tháng thời gian, tốc độ này đơn giản là chưa bao giờ nghe, cha. Hàng Vũ Nhu cau mày, nhìn nửa thiên không đáp lời Hàng Vũ Long, hơi hơi sốt ruột. Hàng Vũ Long trong nháy mắt đem tâm thần kéo trở về, thấp nói rằng, nhung Nhi, thiên mang vũ giả, nguyên khí thuộc tính chia làm kim mộc thủy hỏa thổ sắm gió bảy chủng thuộc tính, người sắp chết thời điểm, nguyên khí thuộc tính cũng sẽ suy nhược không gì sánh được, cái này kim dương tụ phách đang chính là kim thuộc tính người người cứu mạng tiên đan lấy yêu tông kỳ cường giả yêu đan một viên luyện chế mà thành một viên thì có thể làm cho kim thuộc tính người khôi phục thuộc tính nguyên khí thành sắc tốt kim dương tụ phách đang nói có thể khởi tử hồi sinh cũng tuyệt đối không quá đáng a à. cái gì yêu tông kỳ đúng yêu tông kỳ chẳng qua trong thời gian ngắn như vậy có thể hoàn toàn luyện hóa phỏng chừng cũng liền ở yêu tông kỳ nhất trọng cảnh giới nhưng là đã là hiếm có đấy hàng vũ long hán giọng nhãn thần nhìn chằm chằm vào phiêu lơ lửng giữa trời kim dương tụ phách đang, rầm lý thi nhiên cùng a sơ dồn dập há to mồm yêu hư cảnh mang yêu thú mình cũng chưa từng gặp càng không cần phải nói yêu tông cảnh tuyệt đối yêu tộc cường giả đại dưới đấy ở nhất luân khiếp sợ và hoảng hốt trong tiếng trong nháy mắt bầu không khí đến cực hạn vỗ tay cùng tiếng reo hò trong nháy mắt đến cực hạn đồng dạng giải thích cũng theo Long Phá Sơn đám người trong mồm truyền tới, Long Phá Sơn đối với Tô Giật nhíu nhíu mi nói ra, tiểu tử, sợ là nguy hiểm a. À. Đang lão đầu một chiêu này ngưu rất a, à, Kim Dương tụ phách cũng không phải là đùa giỡn, nghe vậy, Tô Giật giữ chân mày ngưng trọng, chỉ nghe mặt trưởng lão sải bước như bay đi tới trước đài, lấy trước nay chưa có tình cảm mãnh liệt, cao nói rằng, lão phu tuyên bố, Kim Dương tụ phách đang, tài liệu, cực thượng đẳng. Đan phương, huyền phẩm trung giai phẩm cấp, huyền phẩm cao giai. Hỏa hầu, thượng đẳng, lô đỉnh, huyền phẩm cao giai, tổng hợp lại cho điểm, giáp tiến lên. Hiếm có, liền cho hồng trưởng lão cơ hội nói chuyện cũng không có, một tia ý thức toàn bộ nói ra, một bên hồng trưởng lão cũng là liên tục gật đầu, không cầm được tiếu ý, lại là một tràng tiếng thổn thức, dường như pháo liên châu một dạng tán thưởng, có thể tưởng tượng được này cái kim dương tụ phách đang chấn động lay động chi chỗ, hết thảy kinh dị ánh mắt lúc này cũng như lời kiếm một dạng hướng đan hồng công phóng mà đến đầy mặt hồng Quang đan hồng công khuôn mặt trên không cầm được hoan hỉ thập phần hưởng thụ bị chúng nhân chú mục nhưng thật ra mới vừa liễu kháng giang cùng với hai mươi bảy đội trưởng lão khuôn mặt nghẹn thành gan heo sắc tức giận không ngờ đan hồng công huyền phẩm trung cấp đơn phương dĩ nhiên làm cho đám trẻ con luyện ra huyền phẩm cao cấp đang dược chỉ là cái này yêu tông nội đang để ngươi hạ một phen khổ công phu đi mặt trưởng lão mỉm cười không có ở đây tán tháng sợ rằng cũng khuyết hồ những thứ kia tiểu oa oa không đáng ngươi xuất ra xế lôi đỉnh chứ hồng trưởng lão phủ phủ râu nói đạo hướng đan hồng Công thiêu thiêu mi mau chương một nghìn sáu trăm chín mươi sáu ngươi là vị nào nghe vậy đan hồng kông ở một mảnh tiếng than thở trung hơi hơi đứng lên câu lũ thân hình này thì gấp đôi rất thẳng gương mặt cảm giác thỏa mãn lần này trong nhà mang đến một cái tiểu oa oa đối với đan dược thuật rất có thiên phú đặc biệt dẫn tới ngự thiên hồn thi đấu cho mọi người kiến thức một chút, nếu không thì, ta cái kia huyền phẩm cao cấp pháp đỉnh ta ngược lại vẫn chưa yên tâm lấy ra cho nàng dùng. Mặt, hồng hai vị trưởng lão nghe xong, càng là khuôn mặt hứng thú, chỉ nghe đang hồng công ở một bên yếu ớt nói ra, như huyên. Còn không ra gặp mặt đoan một cung chủ cùng nhị vị đang tông cự bá, như này khích lệ, không thể thất lễ, chỉ thấy, nhất vị năm vừa mới 15-16 tuổi thiếu nữ, thanh tú tươi đẹp, một bộ màu đen trường phát bị thật cao lược ở não về sau, bích lục cây trăm chặn ngang trong đó, người như phỉ thúy một dạng, ông nhuận lễ độ, chậm chậm tới, ở vô số đôi kinh ngạc ánh mắt xuống, đem lòng ngực chống thật cao, phát dục đơn giản bộ ngực quy mô dường như hai con kiêu ngạo tiểu bạch thỏ, nhúng nhảy một cái trong lúc đó, đi tới đang hồng công trước mặt, nhu nói rằng, gia da cái gì, dĩ nhiên là đang hồng công tôn nữ. Tuổi còn trẻ là có thể thuần thục thao túng xế lôi đỉnh đơn giản là bất khả tư nghị, bao quát hàng vũ nhu ở bên trong, rất nhiều người đều đối với cái này chân thành lễ độ, đúng mực thiếu nữ có vài phần nhìn với cặp mắt khác xưa ý tứ hàm xúc, đài trên đang hồng công càng là mặt tràn đầy hoan hỷ, như huyên, đi chào hỏi đi đi, đi qua tô giật bên cạnh thời điểm, đang như huyên yếu ớt liếc mắt một cái tô giật, trong lơ đảng toát ra một tia thần tình khinh thường, tự hồ đang tuyên cáo, tức thì tô giật đã cầm hạ hai hạng số một. Ở luyện đang một khối này, nàng cũng là tuyệt đối vương giả. Trong lòng đối với Đan Như Huyên cảm giác không quá thân mật, tô giật cũng không có có thể lưu lộ quá nhiều tâm tình, sống mắt bình tĩnh như cũ, tâm thần bên trong lại nói, quả nhiên dạng gì gia gia nuôi ra dạng gì tôn nữ, mặc dù là có nửa lễ phép, nội tâm vẫn là coi thường bất luận người nào a. À. Hư Tô giật trong lòng cười lạnh, nhìn dáng đẹp tư thái, ở trước người không xuống, hướng về phía đoan mộc cung chủ chân thành hành lễ, tô giật bởi vì mới vừa chấn động lay động, còn đối với bên ngoài sinh ra hảo cảm trong nháy mắt quét sạch, tiểu nữ đang như huyên, gặp qua đoan mộc cung chủ, gặp qua mặt trưởng lão, hồng trưởng lão, đoan một tiểu mạng đôi mắt đẹp xinh phán, tuyết nhang chi chợt hiện không có chút nào ba động, nhàn nhạt nói ra, được. Không sai. Chúc mừng đang Hồng Công có nhất vị tốt tôn nữ, lập tức, vài ba câu về sau, nhãn quan liền không nửa rơi vào đang như huyên thân lên, chỉ một thoáng, cảm giác được đoan mộc tiểu mạng đối với mình không phải là rất thương tâm đang như huyên, chân mày hơi nhíu lại, chuyển chớp mắt trong lúc đó liền triển khai miệng cười, bởi vì thân sau mặt trưởng lão nói ra, đang hồng công, đối đãi ngự thiên hồn thi đấu về sau, nhất định phải làm cho như huyên tới ta thiên đang trai nhiều đi vòng một chút, thiên đang trai hồi lâu không đến tân nhân, đều là chúng ta lão già khòm ở giữ thể diện, đúng vậy a à. Ha ha ha! Như huyên nha đầu kia, ta nhìn cũng rất là yêu mến đài trên bốn người trò chuyện uy vũ sinh phong nhất định thật giống như trực tiếp tuyên án linh nhạc phong tử hình một dạng đứng ở một bên chủ trì cổ nhạc mặt sắc biểu lộ ra khá là lúng túng dưới đài hàng vũ nhu đám người càng là căm giận bất bình lầm bầm nói ra đây là nhận thân sao kiểm tra đo lường kết thúc sao liền bộ gần như thực sự là nực cười đúng vậy a à. chúng ta còn không có đăng tràng đây làm sao sẽ biết chúng ta muốn thua A à Sơ tức giận đến có chút chặt chân, đại nói rằng, rất nhanh, thanh âm liền truyền tới tô giật trong lỗ tai đến, không khỏi lắc đầu cười khổ, cái này đang hồng công lại là huyền phẩm cao cấp lô đỉnh, lại là yêu tông cảnh nội đan, đổi người khác sớm đã chịu thua, cũng chỉ có linh nhạc phong nhân vẫn còn ở kiên trì, nhìn dưới đáy thiên trường, A à Sơ đám người, tô giật trong nháy mắt mừng rỡ, tráng toát ra cực đại tự tin, nhị vị trưởng lão, cái này bình thứ ba còn không có kiểm tra đo lường, các ngươi kéo bình thường có thể hay không hướng sau thoáng. Tô giật từ tốn nói, tô giật phát ra tiếng, làm cho nhiệt liệt triêu thiên bốn người hơi ngừng, dồn dập toát ra cực kỳ khó coi biểu tình. Mặt trưởng lão nhẹ giọng trên một tiếng, nhìn tô giật, lại nhìn linh nhạc phong bình thuốc, nhẹ nhàng hừ một cái, ngươi là vị nào? Lão phu kiểm tra đo lường đang dược, còn chưa tới phiên ngươi tới sen mồm, cái này linh nhạc phong đang dược, bình thường không có gì lạ, dược khí hoàn toàn không có, ta xem không có kiểm trắc cần phải đi hồng trưởng lão đến gần linh hồn uy áp trải ra mà ra không có mở ra bình thuốc chỉ là linh hồn tơ nhện quanh quẩn miệng bình nhợt nhạt nghe thấy máy xuống sẽ không chứ hồng trưởng lão lại còn nói không có dược khí lúc này đây linh nhạc phong lẽ nào thất sách tô vật không chiếm được đệ nhất tô vật là ngự hồn sư cũng không phải là luyện đan sư linh nhạc phong đám người kia có thể luyện ra cái quái gì nói cũng phải xem ra tô vật cứu quân hạo thiên chuyện tình xem như là không có đùa giỡn, đáng thương quân hào thiên, cứ như vậy tuyên cáo tử vong. Trong nháy mắt toàn bộ đài hạ tranh luận cùng tiếng chất vấn chật mọc lên, đại đa số người bởi vì hồng trưởng lão một câu nói, có thở dài, cũng có khinh thường, đại thể đều là thất vọng không thấy được tốt đùa giỡn, sẽ không biết. Hồng lão đầu thối lắm. A sơ giận dữ hét, hàng vũ nhu một tay lấy A sơ kéo trở về, A sơ, ngươi trở về. Trước đây chúng ta luyện chế được thời điểm chính là như vậy, không có chút nào dược khí, hàng vũ nhu cũng hơi hơi bắt đầu khẩn trương, chợt rồi lập tức trấn định lại, đối với thiên trường nói đạo, thiên trường sư huynh, đan phương xác định không có vấn đề sao? Thiên trường chắc chắc gật đầu, trầm nói rằng, ta lấy linh nhạc phong danh nghĩa phát thệ, đan dược này tuy là quý hiếm, thế nhưng bên ngoài đan phương ở ngự thiên cung cũng là có thể tra được, ta tự tiểu học tập đan phương, không có sai. Hàng vũ nhu tráng một cái, biết này thì nói cái gì đều là uổng công chỉ có kết quả mới là chứng minh tốt nhất, tín nhiệm mới là chuyện này có thể đạt thành then chốt, tô giật tin tưởng Linh Nhạc Phong, đem tài nguyên cùng lô đỉnh giao cho bọn họ, Linh Nhạc Phong mọi người cũng sẽ như thực chất tặng lại cho tô giật tín nhiệm, tô giật, tin tưởng chúng ta, đang dược không có vấn đề, tiếp thu được nguyên khí truyền âm tô giật, tức thì khóe miệng mỉm cười, đây là hắn đồng đội, vào sanh ra tử huynh đệ tỉ muội hắn không có đạo lý không tin. Khóe miệng hơi hơi câu dẫn ra, hướng về phía khinh thường hồng trưởng lão, mặt trưởng lão nói ra, hồng trưởng lão, kết quả tài năng chứng minh tất cả. Là con lừa là ngựa, kéo ra ngoài trượt xuống chính là, hồng trưởng lão cùng mặt trưởng lão mặt lộ vẻ không kiên nhẫn tình, quanh năm năm ở dược khí trong hai người, làm sao sẽ liền dược khí đều phân chia không ra, đây rõ ràng là tô giật đối với mình khinh bỉ. Một bên đang như huyên đã đứng về đang hồng công bên người, Mỹ Long mi trong lúc đó tràn đầy tiếu ý, như cùng ở tại cười nhạo tô giật là như thế nào hoang đường lẽ nào hắn một cái danh không được thấy kinh truyền ngự hồn sư có thể cùng ngự thiên cung trưởng đang cự bá đánh đồng không được một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời tô giật mấy câu nói càng là gây nên tảng lớn luyện đan sư bất mãn mặc dù là tô giật cứu mọi người không đem mặt hồng hai vị trưởng lão để vào mắt chính là không có đem ngự thiên cung không có đem thiên đan trai để vào mắt chương một nghìn sáu trăm chín mươi bảy thiếu ở nơi này ỷ lão bán lão đang tông nhất mạch, tất cả đệ tử trẻ tuổi dồn dập cuồng mắng, tô giật. Hồng trưởng lão nói không có chính là không có, ngươi như này nói năng lỗ mãn, không khỏi quá phận, đừng tưởng rằng ngươi cứu chúng ta, liền có thể ở Đan tông muốn làm gì thì làm, ta xem, ngươi chính là nát vụn người ngu ngốc. Cùng Đan dược này cái chai giống nhau, bên ngoài đều là đại trống rỗng, nghe đầy trời tịch quyển trào phúng cùng tiếng chửi rủa. Tô giật gãi gãi lỗ tai, không cần phải nhiều lời nữa, trong lòng một mảnh sát khí nghiêm nghị mà sinh, xoay người đối với đoan mộc tiểu mạng nói ra, mời đoan mộc cung chủ tự thân mở ra cho ta bình thuốc, giờ khắc này, đoan mộc tiểu mạng ánh mắt trong nháy mắt đặt ở tô vật thân lên, sóng mắt lưu chuyển, không biết tô vật ở đánh ý định gì, đây chính là liên quan đến đan tông mặt mũi, còn có quân hạo thiên tánh mạng sự tình, đoan mộc tiểu mạng lãnh nhược băng sương đôi mắt nhìn chầm chầm tô vật. Đoan Mộc Tiểu Mạn phát hiện Tô vật cũng không có nửa điểm đùa dẫn dáng vẻ, ngươi xác định sao? Đoan Mộc Tiểu Mạn từ tốn nói, Nguyệt Mi cau lại, lại một lần nữa xác định, là Đoan Mộc Tiểu Mạn cho Tô Dật cơ hội, Đoan Mộc Tiểu Mạn hy vọng Tô giật có thể biết khó mà lui, hai cái đệ nhất cũng đầy đủ ưu tú, ta xác định. Tô Dật ống ánh sâu thẳm đôi mắt bên trong lộ ra kiên nghị ánh sáng, chắc chắn không gì sánh được, sưu, vừa dứt lời, Đoan Mộc Tiểu Mạn quanh thân hơi hơi trào đẳng xuất một tia kinh khủng kinh khí, chỉ nhọn một đạo giải lụa màu trắng bay thẳng chạy mà ra, trực tiếp trùng kích ở nắp bình bên trên, âm. Nắp bình văng ra, trái tim tất cả mọi người tức thì theo nắp bình đường vòng cung nhảy cổ họng, tất cả cách móc ở một sát na làm cho toàn bộ phá toái, hô. Hồ. Một hồi nhỏ bé phong trải qua, nắp bình chỗ vẫn không có chút nào dược khí biểu phi mà ra, tự như chai không một dạng, đứng ở gần bên hồng trưởng lão trong nháy mắt khóe miệng hơi nghiêng. Nhãn thần bên trong không tiếc tháo tình càng thêm lâm ly, phốc phốc, đang như huyên tay nhỏ bé che đôi môi nhẹ giọng bật cười, con mắt không thành một đạo nguyệt nha một dạng, ngồi ở một bên đang hồng công cũng là không ngờ mỉm cười, đánh nhẹ một cái đang như huyên. Như huyên, nhân gia cũng không phải là đang đạo người, như ngươi vậy cười, chẳng phải là có vẻ chúng ta không còn khí độ. Đang như huyên hai tay trùng điệp, đặt ở đầu gối bên trên, khinh thân dời xuống, vẫn là không ngừng được tiếu ý, gia gia, huyên nhi biết sai. Mặt, hồng hai vị trưởng lão càng là lắc đầu không ngừng, đối mặt tô giật như vậy bướng bỉnh người, nhất định không biết nói cái gì cho phải mới được vô tri tiểu nhi không nên ép lão phu đem sự tình làm tuyệt hay sao tô giật tức thì mày kiếm dựng thẳng tâm thần bên trong một đạo huyết khí bắt đầu cuồn cuộn không thể tin tưởng nhẹ nhàng lắc đầu không thể định là địa phương nào xuất sai lầm tuyệt đối không thế không có nửa phần dược khí tô giật mày kiếm nhíu lên tô giật trong lòng buồn bực không thôi cửu chuyển long lân thảo là từ cửu tinh cốc trung trực tiếp nhổ tận gốc cũng là ở linh khí sông thiên, dược khí tràn đầy cao nhất thời điểm, chính mình tự tay chủng tại thần bí không gian trong, giao cho thiên nhiên bọn họ thời điểm, linh khí cũng còn sông thẳng lên trời, làm sao luyện chế được hồi không có nửa phần dược khí. Lúc này đài hạ sớm đã cười vang thành một đoàn, tất cả mọi người chỉ vào bình thuốc cười to không thôi, ha ha. Ta liền chưa từng thấy qua ngu xuẩn như vậy, cho thể diện mà không cần. Ha ha ha, ta xem cái này bình thuốc trong lúc đó, căn bản cũng không có đang dược. Đem ra gạt người đi, Cổ Nhạc cũng là vẻ mặt bất khả tương nghị đi tới Lạc Vô Nhai bên người, thấp giọng nói, "Vô Nhai, không có chút nào dược tính, ngươi hôm qua là như thế nào phán định đây là huyền phẩm?" Lạc Vô Nhai diện một ngưng trọng, nhưng cũng không phải hết sức kinh ngạc, vỗ vỗ cổ Nhạc bả vai, nói ra, "Không thể nói." "Không thể nói." Nhưng ta có thể nói cho ngươi đây tuyệt đối là huyền phẩm đang dược. Long Phá Sơn trực tiếp đứng lên, tức giận kêu lên, cái gì không thể nói không thể nói, ngươi nếu như hôm nay không nói ra cái từng đạo đến, ta đánh ngươi răng rơi đầy đất, dưới đài mọi người dồn dập cười đáp đau bụng, hàng vũ long một đạo lãnh điện tráng ra, tức thì bên người sợ có người trong lòng phát lạnh, bắt đầu thu liễm thần sắc, ngậm miệng không nói, nhung nhi, không có việc gì, trở về vô lượng môn, cha tìm người dạy ngươi đang đạo. Cái này đồ bỏ có gì tốt? Hàng Vũ Long nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn không thể tin Hàng Vũ Nhu, tâm lý tràn đầy đều là thương yêu tình không thể không thể lý thiên nhiên lo sợ không yên hướng sau vừa rút lui a à sơ thiên trường hàng vũ nhu đám người khuôn mặt cũng đều khá là khó coi da đầu tức thì tê dại một hồi thiên trường rù rì nói không có đạo lý mới vừa lúc đi ra vẫn có dược khí tiết lộ tại sao sẽ như vậy chứ hồng lão đầu nhất định là tính sai bọn họ mắc mờ không biết bảo bối tốt chỗ A à Sơ như trước cứng cổ, đại nói rằng, tiểu đệ đệ, ngươi cũng không cần già mồm ác lẽ phải, khuôn mặt đều đánh như vậy vang, còn phải kiên trì cái gì? Những đội ngũ khác đệ tử bao quát trưởng lão, đối với như trước không thừa nhận thực tế linh nhạc phong mặt lộ vẻ thất vọng cùng khinh thị tình, tô giật lăng lập đài cao bên trên, nhãn thần lạnh lùng nghiêm nghị, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Trầm thấp tỉ mỉ suy nghĩ rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề. Mặc dù mình không phải luyện đan sư, thế nhưng chưa ăn qua thịt heo tổng xem qua heo chạy đi. Đang dược này tuyệt đối là có chuyện. Tô giật nội tâm kiên định không ngớt, tài liệu. Đan phương. Hỏa hầu. Linh hồn lực khống chế. Lô đỉnh, ở trong lòng hơi có chút hỗn độn, tô giật không biết nguyên do, không thể, nhất định là một cái địa phương nào đó xảy ra vấn đề. Đột nhiên, nghĩ đến thời điểm sau cùng, tâm thần thay đổi thật nhanh, một đạo lãnh mang theo trong đầu hiện lên. Buông tha đi. Mặc hồng nhị vị cần phải không có sai. Đoan mộc tiểu mạng truyền âm cho tô giật, tức thì, tô giật lần thứ hai nhìn đoan mộc tiểu mạng, lãng nói rằng, đoan mộc cung chủ, ta muốn tự thân kiểm tra đo lường. Nghe những lời này, đoan mộc khuôn mặt chỉ một thoáng đông lạnh xuống, nhỏ bé khẽ thở dài một hơi, trong lòng biết tô giật là không đến tường nam bất hồi đầu tánh bướng bỉnh. Tô giật, tốt ngươi một cái cùng vọng tiểu nhi, ngươi đây rõ ràng là đang chấp vấn lão phu mặt trưởng lão trời sinh tính hỏa bạo, nghe những lời này, tức thì xong lại, tô giật cũng không để ý, khóe miệng hơi hơi nhất câu, bả vai đứng vững, liếc mắt nhìn mặt trưởng lão, lại chỉ vào hồng trưởng lão nói đạo, đoan một cung chủ, ta không phải xem không được trên ngự thiên cung đang tông nhất mạch, chỉ là mọi việc có kỳ tích, ta tin tưởng là đội hữu của ta, là linh nhạc phong trên hạ phấn đấu tâm huyết, hư, hảo một cái tâm huyết, hảo một cái đồng đội, tiểu nhi mồm miệng thông minh rất nha hồng trưởng lão yếu ớt biểu môi một cái không đợi đoan mộc trả lời tô giật trong nháy mắt sát khí sắc bén thái hư biển sâu không ngừng tuôn ra nguyên khí cổ động tự như trường giang đại hà một dạng như châm một dạng dày đặc sát khí tự quanh thân vần quanh khí lãng mãnh liệt làm cho nhị vị trưởng đang trưởng lão kinh sợ thối lui hai bước khóe mắt co giật tô giật chân mày vừa nhất nhìn hồng trưởng lão há mồng ngậm miệng tiểu nhi thật không nghĩ tới cái này sớm đã không phải tuổi của ngươi thay mặt bớt ở chỗ này ỷ lão bán lão ta không tin linh nhạc phong chẳng lẽ còn tin các ngươi hai cái này trên đường nhô ra trưởng đang trưởng lão sao ngươi đặc biệt nói cái gì có chủng cho lão tử lại nói nhất lần hồng mặt hai vị trưởng lão tức thì mặt đỏ tới mang tai cả người kình khí bạo phát trong nháy mắt nhằm phía tô giật địa phương sở tại và những vẫn cường mảnh thân thể ở đài cao bên trên không ngừng gây nên chấn động lập tức bị cổ nhạc cùng lạc vô nhai sinh ngăn lại tràn trên khí thế đột nhiên bốc lửa đài hạ càng là một mảnh tiếng mắng chửi mọi người dồn dập chỉ vào linh nhạc phong cùng tô giật mũi mắng mà rất nhiều khí tông võ tông cùng hồn tông tắc thì mắt lộ ra cẩn thận rất sợ dẫn vào chiến cuộc bên trong được nói thật hay hàng vũ nhu đám người vỗ tay tán dương mắt lộ tinh quang hàng vũ long cũng là không dừng được vỗ tay đóng to tô tiểu tử nói thật hay đừng sợ ta hàng mổ người ủng hộ ngươi chương một nghìn sáu trăm chín mươi tám địa phẩm sơ cấp đang dược ba càng mới vừa còn đối với tô giật trêu ghẹo lâm sương bình này thì càng là tiếu ít như hoa hướng về phía lãnh vũ ninh nói ra tiểu tử này tính khí ta còn thực sự là yêu mến đây vũ ninh hắn chính là ở người trung châu gây ra kinh thiên động tỉnh người nha ngươi không nói hai câu tiểu tử này biểu hiện không kiêu ngạo không xỉn nịnh nhưng thật ra có vẻ hai vị trưởng lão ỷ lão bán lão tô giật cũng làm cho bọn họ miệng ra thô tục tiểu tử này quả nhiên là miệng lưỡi bén nhọn tâm trí qua người có thể để cho thánh sơn nổi giận quả nhiên không có người thường lãnh vũ ninh nhãn trung hiện lên một tia hàng mang trong mắt tô giật dưới cái nhìn của nàng có thể so với hai vị trưởng đang trưởng lão muốn khó chơi nhiều lắm đang như huyên này thì trong lòng cũng có chút đầu óc choáng váng tràng thượng cục diện nhanh quay ngược trở lại thẳng xuống hoàn toàn biến thành tô giật sân nhà ánh mắt mọi người đều biến thành tô giật cùng hồng mặt hai vị trưởng lão tranh chấp bên trên trong nháy mắt hàm răng cắn chặt, nắm chặt đang hồng công bả vai, da da. Vẫn còn so sánh không thể so, đang hồng công đồng dạng mặt sắc khó coi, trong nháy mắt đứng dậy, quát lên một tiếng lớn, ta nói, vẫn còn so sánh không thể so. Không thể so nhanh lên vòng kế tiếp khí thi đấu, nghe vậy, tôi giật trong lòng sớm xem đang hồng công cái này hai ông cháu không vừa mắt, hơi híp mắt lại, nói ra, ngươi là đoan một cung chủ vẫn là trưởng đang trưởng lão, nơi đây có phần của ngươi nói chuyện sao? Ngươi, đang hồng công một tiếng bạo quát, đang hồng công vỗ án, vô cùng linh hồn năng lượng nhất lên không gian vô số sóng gần rung động, trong nháy mắt lại cảm giác được một cổ càng bàn bạc uy áp vỡ vượt trên đến, đem chính mình ngạnh sinh sinh đè xuống không lên nổi, tô giật. Đoan một tiểu mạng, liếc mắt nhìn đang hồng công, lại nhìn chầm chầm tô giật, thanh âm u nhu, lại dường như thiên âm quay lại, toàn bộ hội trường tức thì yên lặng xuống, ngươi tự mình đi kiểm tra đo lường A. Bất quá, cái này không chỉ có liên quan đến quân hạo thiên tính mệnh, còn có đang tông mặt mũi, chính ngươi ước lượng, tiểu tử. Ngươi nếu là có thể nhìn ra không cùng đi, ta hồng mặt hai người tên viết ngược lại. Hồng trưởng lão viện mắt bốc hỏa, tô giật khoát khoát tay, nhẹ giọng mỉm cười nói ra, không cần như đây, các ngươi đã là đang tông trưởng lão, ta nếu như thắng, nhất người tự thỏa mãn ta một cái điều kiện là tốt rồi, tiểu tử này, thật đúng là không khéo vô thì vô khắc không ở gãy bàn tính a lạc vô nhai vuốt ve chòm râu cười nói long phá sơn tại chỗ ngồi trên cũng thay đổi đổi một cái tư thế để cho mình thấy càng thêm thoải mái tiểu tử này cho tới bây giờ không đánh trận chiến không nắm chắc cố ý rước lấy hai lão nhân sinh khí thật đúng là cùng ngươi nói giống nhau nhất định có ý định quỷ quái gì long phá sơn khẩu vị đã bị điều đứng lên khẩn cấp muốn xem phía dưới chuyện phát sinh tình được tiểu nhi ngươi nếu như thành huynh đệ ta hai người, mỗi bên bằng lòng ngươi một cái điều kiện, chợt, bày ra tư thế, tất cả mọi người cho tô giật dành ra vị trí, phía trước hai vị bình thuốc đã bỏ chạy, vây xem tất cả mọi người đã ngừng thở, con mắt trận lớn, đều muốn nhìn kỹ một chút đến cùng tô giật có cái gì hồi thiên pháp thuật, chỉ thấy tô giật vận chuyển nguyên khí, vô cùng bên ngoài êm ái nguyên khí thuộc tính đem bình thuốc vần quanh. Trong nháy mắt một viên đang dược theo miệng bình trong nháy mắt dũng mãnh tiến ra, một viên thật nhỏ đen nhánh dược hoàng không ngừng ở nguyên khí nâng cử xuống, không ngừng xoay tròn, không có sáng bóng, không có dược khí, không có thứ gì, rầm. Rất nhiều đệ tử đã bắt đầu len lén nín cười, tô giật như trước đem nguyên khí vận quanh ở đang dược bên trên, đen nhánh dược hoàng dễ dàng tầm thường, thậm chí còn so với không được trên một dạng tăng khí tán, cố làm ra vẻ huyền bí, quá nửa buổi, thời gian từng giây từng phút mà qua, tự hồ toàn bộ hình ảnh bắt đầu tỉnh. Long Phá Sơn cùng với một đám chư hầu trưởng lão cũng đã mất đi hứng thú, khẽ lắc đầu, chỉ có ngồi ngay ngắn ở đài cao trên đoan một tiểu mạng, nhìn không chuyển mắt, trong trẻo lạnh lùng khuôn mặt trên tràn đầy đối với tô giật tín nhiệm, trong lòng nỉ non, có thể, người có thể, lão lạc, lúc này đây sợ là ngươi cũng trông nhầm. Tô giật là hạ không được đài, mới ở nơi đó một mạch kiên trì sao? Long Phá Sơn nhíu, không ngừng vuốt trâu nói đạo, không phải, hắn đang xác định lạc vô nhai nhãn trung một đạo tinh mang xẹt qua trong nháy mắt hồng mặt hai vị trưởng lão vỗ án hồng trưởng lão trong miệng hô lớn được ngươi không muốn ở nơi đó làm bộ làm cho tất cả mọi người cùng ngươi liều lĩnh mặt trưởng lão khóe miệng hơi hơi một hiên lạnh lùng liếc mắt nhìn đang chìm ngâm ở trong cảm giác tô vật, ngược lại nhìn chung quanh toàn trường gương mặt thông dong cùng bình tĩnh ta tuyên bố ngự thiên hồn cuộc so tài đệ nhất danh là tới tự đang Hồng Công hơi hơi đứng lên, đang thi đấu tuyệt đối là đối với say mê đang đạo người chứng minh tốt nhất, đang như huyên nhãn thần ngạo mạn, trên trán đồng dạng tràn đầy nắm chắc phần thắng khoan dung. 27 đội, uy, hàng Vũ Nhu không khỏi bắt đầu cấp bách, Lý Thiên Nhiên cùng thiên trường đám người dồn dập kêu la nói ra, còn chưa kết thúc đây. Người không thể tuyên bố, mặt trưởng lão yếu ớt liếc mắt nhìn, hít sâu một hơi, mãnh liệt trung khí theo trong lòng ngực bạo phát, từng chữ từng chữ từ từ theo nha làm cho tuôn ra tới kim dương âm cùng trong nháy mắt nửa khoảng không bên trong hoàng mang lóe lên trong nháy mắt một cổ cực kỳ mãnh liệt có thể liền giải lụa tự đen nhánh dược hoàng chỗ phóng lên cao âm âm các trường khoảng không không khí sóng gần theo tia năng lượng trong nháy mắt gạt ra sông thẳng lên trời kim mang giống như xuyên qua thái cổ mà đến con đường bay thẳng hướng cao khoảng không chỉ một thoáng không gian vạn vẹo ngập trời sắc bén ba động đầy trời phong vân đem nhanh chóng tập kết tịch quyển, thiên địa ảm đạm. Mở mang trong trẻo phía chân trời trong nháy mắt biến được mịt mờ tiêu sát, mây đen phía dưới, đầy trời phồn tinh đấu chuyển, tinh vân bắt đầu khởi động, vô số tinh quang lóng lánh, phối hợp thật nhỏ quang mang rung động, toàn bộ thiên không đột nhiên kỳ dị không gì sánh được, rực rỡ như mây. Mây đen bên ngoài, sấm gió len keng, vô số thật nhỏ quang hồ điện mang dường như linh xà một dạng bắt đầu khởi động, gầm thét không ngừng, gao gừ thiểm điện như mảnh thú một dạng trong nháy mắt đánh vào đài cao bên trên, vô số hoa lửa ở đài cao bên trên bung ra, thiên địa rung chuyển, tiếng trống canh trường tồn cổ lão khí tức trong nháy mắt tràn ngập xung quanh khoảng không, bởi vì mới vừa mãnh liệt trùng kích sinh ra kịch liệt lay động, khoảng cách tương đối gần mặt trưởng lão rơi xuống ở một bên, con mắt nhanh rơi ra viền mắt, mở không gì sánh được cự đại, kinh ngạc không hiểu. Này thì tất cả chư hầu trưởng lão cũng đều đã đứng lên, nhãn thần ba động không ngừng toàn trường càng là lặng nhắc như tờ, dại ra ngay tại chỗ, phản phất quên nói thế nào, suy suy, chỉ thấy chùm tia sáng trùng tiêu về sau, khoảng không bên trong nguyên bản đen nhánh dược hoàng sát ngoại bắt đầu bong ra từng mạng, dường như thiết tiết tháo rơi xuống một dạng, chậm rãi hiện ra chân dung, đầy tinh vân nho nhỏ đang dược bên trên, không ngừng tản ra cực kỳ thương dày nhũ bạch sắc khí tức, giống như thần mang một dạng, hầu như trong suốt đang thể bên trên. Có thể thấy được bên trong có một cổ cực tiểu cực tiểu vòng xoáy ngưng kết, đang không ngừng điên cuồng mà bắt đầu khởi động. Trời sinh dị tượng, tất có kinh thế hải tục đang dược sản sinh. Như vậy một cổ ngập trời kinh phong, thật lâu không tiêu tan, tự như uy áp một dạng, đem dược khí đưa vào mỗi người mũi nhọn. Dược khí dân trào dường như sóng triều một dạng, tự hồ chỉ muốn tới gần, tự như cùng dùng thật tốt dược phẩm một dạng, khiến cho người tâm thần thanh thản, như rất đám mây, có phơi phới không nói hết vui sướng thư thái. Mà ngồi ngay ngắn ở cao ghế trên đoan một tiểu mạng, thân hình đã có hơi biến hóa, thành u liễm diễm sóng biết trung hiện lên một tia sâu đậm kinh ngạc. Mà đang như huyên này thì đã chấn động lay động đến tột đỉnh, như vậy rung động dị tượng chính mình chưa từng thấy qua. Tất cả chư hầu trưởng lão, bao quát đang hồng công, còn có dưới đài hàng vũ Long, nhìn đầy trời dị tượng, trong lòng cả kinh là sâu đậm chấn động lay động, hai miệng cùng nói rằng, địa phẩm sơ cấp là địa phẩm sơ cấp đang dược. Chương 1699, Cái tác vang dội phốc phốc giăng đầy tinh vân ngưng kết tịch quyển thiên địa thao thiên năng lượng không ngừng lưu chuyển giống như vượt qua thái cổ thương dày năng lượng thật sâu chấn động lay động từng cái người ở tại tràng trọng mắt vô số ngự thiên cung đệ tử dồn dập há to mồm kinh ngạc cùng khiếp sợ tràn ngập ở mỗi người não hải bên trong âm âm ngập trời ý vị gia thân cũng trong lúc đó tô giật cũng không tự chủ thân hình nhổ khoảng không cùng giữa không trung huyền phẩm đang dược cùng nhất trục hoành thiên tượng kỳ dị quanh quẩn xung quanh khoảng không tâm thần rình bên trong thân, này thời gian cũng chỉ có tô giật mới có thể biết, trong cơ thể mình huyền linh thần mạch, nguyên khí vận chuyển phải là có bao nhiêu dân trào, vù vù, thái hư thần hải bên trong. Hình vòng xoáy đang điền khí lưu cùng trong suốt đang thể bên trong vòng xoáy giống nhau như đúc, đồng dạng là có thêm cực kỳ hung hãn, dùng mãi không cạn một dạng năng lượng, sôi trào mãnh liệt giống như là thủy triều một dạng, theo thì đều muốn bạo nhằm phía toàn bộ giữa thiên địa, sấm gió trong vắt, thiên địa ầm vang ở một mảnh hoa lửa bên trong, tô giật huyền linh thần mạch phản phất chịu đến câu động, dược khí theo ngàn trải qua bách mạch nhẹ nhàng chậm rãi đổ vào. Thời khắc này tô giật cảm giác được nhất chủng trước nay chưa có thư sướng cảm giác, nhắm thần ngưng mắt, thần thức theo dược khí lưu động, mà không ngừng dời đi, hư hại kinh mạch nơi đây dường như bị trơn vô cùng dòng nước ấm bao vây, theo kinh mạch, đến huyết nhục, theo xương cốt đến da thịt, giác chi, tích bát, vô cùng vô tận tiếng nổ vang theo tô giật khớp xương ở tóe phát ra đến ở hào quang ống ánh quay chung quanh bên dưới. Trong nháy mắt, tô giật cả người khí chất đại biến, da thịt dường như ôn ngọc một dạng dầu có sáng bóng, hiện lên tia sáng cơ thể bên trên, tùy thời lưu chuyển kỳ dị phù văn huyền ảo một dạng. Xa xa nhìn lại, tô giật tà mà không được yêu mặt khuôn mặt trên tự như kẹp theo một tia thần thánh hoa hòe, quang mang chói mắt. Trước người một luồng hát phát theo gió lất phất, sau lưng trường bào thật cao vung lên, một mảnh thần mang bắt đầu khởi động bên trong, tô giật dường như thần chỉ một dạng, thiên uy hiển hách, thần uy bá đạo. Nhìn thấy cái dạng này, tô giật trong lòng một hồi đại hỷ, trong cơ thể kinh mạch đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại khôi phục. Cái này cửu chuyển luyện thần đang có tỷ lệ nhất định có thể kích phát huyền linh thần mạch, nguyên nhân này cùng huyết mạch của mình tức tức tương liên, không muốn lại có như này công hiệu thần kỳ. Quanh thân thư sướng, mới vừa vẫn còn ở gường chống tô giật tức thì trong lòng một hồi sảng khoái, thầm nghĩ nói, vốn là muốn chịu đựng được, đến trong không gian thần bí cầm hai bình linh dịch quát nhất quát, chẳng qua còn phải củng cố cái mười thiên tám thiên, cứ như vậy, ngược lại không cần đại phí công phu. Cái này cửu chuyển luyện thần đang dược khí đã đầy đủ thần kỳ, hồng mặt hai vị trưởng lão lập tức từ dưới đất bò dậy, dùng sức nuốt nước miếng một cái, con mắt không dừng được nhìn xung quanh khoảng không lưu động không nghĩ tô vật cùng cái viên này vô cùng thần kỳ trong suốt đang dược, trong miệng nỉ non nói đạo, là địa phẩm sơ cấp đang dược, đây tuyệt đối chính là địa phẩm sơ cấp đang dược. Linh Nhạc Phong đến tột cùng tu luyện đến tột cùng là vật gì, tại sao có thể có đáng sợ như vậy hiệu quả? Hồng trưởng lão môi hơi hơi mở ra, không ngừng run run, ngươi xem tô giật. Hắn đang làm cái gì? Mặt trưởng lão rất nhỏ nói đạo, đoan một tiểu mạng trong lòng cũng là kinh ngạc liên tục, linh hồn năng lượng cực kỳ nhạy cảm nàng sớm cũng cảm giác được tô giật đang ở tiêu hóa địa phẩm đang dược dược khí, trong lòng rù rì nói, hắn làm sao sẽ cùng luyện ra dược khí giống như này sâu độ phù hợp không được a à? không được a à? long phá sơn cùng với nếp sông tuyệt bao gồm hầu trưởng lão cũng đều là xem thế là đủ rồi nhìn đắm chìm trong dược khí trong tràn ngập tô vật nhãn trung nhưng là vô cùng kích thích tiểu tử này cư nhiên làm cho hắn đổ trung không phải ở làm bộ làm tịch mới vừa thật là đang xác định dược tính long phá sơn hưng phấn mà nước bọt ứa ra nhãn thần không ngừng nhìn về phía đã nghẹn họng nhìn trân trối đang hồng công tựa hồ đang chọn hắn địa phẩm sơ cấp nhất thiên nhiều thời giờ vài cái tiểu oa oa luyện thành làm sao có thể ta không tin đang hồng công như trước mở to mời nhãn thần mạnh miệng không gì sánh được mà thân sau quan mang soi sáng dưới đang như huyên sớm đã mặc xám như tro tàn như vậy trời sinh dị tượng nạn có thể từ trước tới nay chưa từng gặp qua đại xuống Linh Nhạc Phong chỗ chi chỗ, hàng Vũ Nhu cùng Lý Thiên Nhiên gắt gao ông nhau, hai người bởi vì kích động, khuôn mặt nhỏ nhắn đều là đỏ bừng lên. Đây là hắn nhóm thông lực hợp tác kết quả, cũng là đối với Linh Nhạc Phong chứng minh tốt nhất, giờ khắc này, trong mắt của bọn họ dũng động kích động nước mắt, quá tốt. Quá tốt. Cuối cùng không có làm cho tô giật đại ca thất vọng. Lý Thiên Nhiên khóe mắt chứa đựng kích động nước mắt, tô giật thắng. Hàng Vũ Nhu vui mừng không thôi hai vị làm người hài lòng nữ tử đồng thời đều muốn tâm khẩn chặt tràn buộc ở tô giật thân lên, nhìn tô giật thần uy hiển hách, chấn động lay động toàn trường. Trong lòng của các nàng cũng là không gì sánh được thống khoái, cái khác người, một ít huyết khí tổn thương còn không có triệt để khôi phục, nhìn thấy cảnh tượng như vậy trực tiếp mới ngã xuống đất lên, từng ngụm từng ngụm thở hỗn hỉnh, vô cùng thiên địa năng lượng vỡ ép tới bọn họ không thở được, càng nhiều hơn vây xem người là cảm giác được tê cả da đầu, theo sau khắp người nổi da gà sinh ra từ đầu đến chân đều là cảm giác chết lặng, dường như bị lôi điện bắn trúng một dạng, ngay người như gà gỗ, đã không biết nên nói cái gì, đùng đùng, theo trên đài quan mang dần dần biến mất, tô giật thân hình không ngừng giảm xuống, cuối cùng vững vàng rơi vào đài lên, quanh thân quan mang tiêu thất, kinh khí dường như như gió lốc dân trào thổi lên không trung mà tiêu thất, áo bào phần Phật sinh phong, cực kỳ dũng cảm, lòng bàn tay chỗ, một viên trong suốt đang dược chính an tĩnh nằm trong đó, bên trong đang dược trong suốt thêm sáng bóng tinh vân vòng xoáy vẫn đang không ngừng bắt đầu khởi động, vận chuyển tốc độ cao. Trong suốt đang dược vòng xoáy làm cho người hai mắt tỏa sáng, cái này có thể tuyệt đối là có kinh người năng lượng tài năng như vậy thần kỳ, thiên về trong sáng, tản mát quan ra. Một đạo nồng nặc chói mắt kim quang trong nháy mắt đánh vào đài cao bên trên, vừa lúc cùng tô giật giáp nhau, rực rỡ chói mắt, không gì sánh được huy hoàng, dường như tiểu hình như phong bạo năng lượng kình phong bắt đầu tiêu tán, giữa thiên địa, khôi phục phía trước bình tĩnh chỉ là biểu tình của mọi người cũng nửa khôi phục không đến trước đó chợt toàn bộ sân so tài bộc phát ra ầm vang một dạng tiếng vỗ tay cùng với tiếng hoang hô tiếng reo hò khí tông hồn tông võ tông tam tông bị tô giật ân huệ người nhanh chóng kêu trực tiếp đem đan tông đệ tới tô giật uy vũ tô giật uy vũ ta đã nói tô giật sẽ không tính sai bất quá hắn đến tột cùng luyện là đang dược gì a à? tại sao có thể có lớn như vậy kinh đạo địa phẩm sơ cấp khóa trước hồn thi đấu cũng không có địa phẩm đang dược xuất hiện ông trời của ta à tô giật rất đẹp trai mới vừa hắn bay lên thời điểm tốt thần võ a à. thật là nhớ nhận thức một cái hắn nam đệ tử nữ đệ tử dồn dập đối với trên đài anh tuấn nam tử tỏ vẽ ra là thao thao bất tuyệt khen mỹ nói như vậy còn bên cạnh đang tông đệ tử từng cái khuôn mặt trên bắt đầu không nhịn được mới vừa còn đang kêu gào, hiện ở từng cái miệng nằm được kín không gì sánh được. Khuôn mặt trên hỏa lạc lạc đỏ, trực tiếp hồng đến bên tai chỗ, dường như mới vừa bị người hung hăng bỏ rơi một bạc tai, hơn nữa còn là cực kỳ vang dội cái kia nhất chủng. Chương 1700, là ba viên, tô giật đưa bàn tay vương, dùng hai cây chỉ kẹp lấy, treo khoảng không cho đoan một tiểu mạng xem, cung chủ, cái này sẽ không có giả đi đoan một tiểu mạng nhãn thần trong lúc đó toát ra một tia không thể xét nhỏ bé tình cảm ấm áp, tô giật cực thắng, nàng đáy lòng cũng là cực kỳ hài lòng, vạn năm băng tuyết rốt cục đụng tới lửa nóng mặt trời mới mọc, quả thực không thể nghi ngờ, địa phẩm sơ cấp đang dược. Mặt, hồng hai vị trưởng lão trong nháy mắt vọt tới tô giật bên người, thần sắc có chút lúng túng, ho khan hai tiếng, nhưng vẫn là nói ra, tiểu. Tiểu tử, có thể đem đang dược cho chúng ta nhìn tô giật có thể cảm giác được hai người thái độ biến hóa chuyện chớp mắt trong lúc đó thái độ đều có thay đổi cực lớn tô giật cũng sẽ không nhéo không thả cũng là mỉm cười cung kính nói đạo mời hai lão kiểm tra đo lường tô giật lễ phép ngược lại càng thêm làm cho hai lão rất không có ý tứ chiến chiến nguy nguy tiếp nhận đang dược về sau hai người lập tức đứng ở một bên hưng phấn không thôi đem đang dược trong nháy mắt làm thành một đoàn không ngừng thương lượng đợi kiểm tra đo lường còn có một đoạn thời gian tô giật xoay người hướng chỗ ngồi đi tới, sải bước như bay, bước tiến trầm ổn, trong mơ hồ một cổ ngạo nghệ khí phách lưu lộ mà ra, mà cũng không phải mới vừa mang theo quệ oải cảm giác, trải qua đang hồng công thời điểm, đang hồng công ánh mắt hơi chút phiến diện chuyển, tự hồ cực kỳ lúng túng. Mà đang như huyên tắc thì là cùng tô giật ánh mắt tiếp xúc về sau, nhanh chóng xa nhau, khuôn mặt nhỏ nhắn hỏa lạc lạc đỏ rực, môi một mạch miếng chặt, mũi cũng là ửng đỏ, tự như nhất vị làm chuyện sai tiểu nha đầu một dạng, cúi thấp đầu, ngạo khí hoàn toàn không có, không nên tùy ý coi thường bất cứ người nào, nhớ kỹ, ngươi cũng chỉ là người thường mà thôi, ngươi, đang như huyên ngẩng đầu chỉ vào tô giật, bị đâm chọc đau nhức chỗ nàng nước mắt ở trong hốc mắt đảo quanh, hướng tới vên váo tự đắc, tự phụ thanh cao đang gia tiểu công chúa, đâu chịu nổi như vậy vẻ mặt giáo dục, đang như huyên này thì hận không thể tìm một khe đất chui vào, đối mặt tô giật chiếm tiện nghi còn khoe mã. Đang như huyên lửa giận trong lòng trung đốt, nhưng không ngờ tô giật yếu ớt nói đạo, ta cũng đồng dạng phổ thông, thế nhưng ta tin tưởng nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, mà thân ta sau có một đám đáng tin cậy người, mà ngươi. Không có, tô giật nhãn thần điện mang mọc thành bụi, tức thì cả kinh đang như huyên hướng sau vừa lui, không dám nói nữa, mà ngồi tại chỗ đang hồng công càng là chán nản, cười khổ một câu, toán. Xem ra ta đúng là lão. Những người tuổi trẻ các ngươi thiên hạ, các ngươi đi cạnh tranh đi hư ra vẻ muốn đi đang hồng kông bị lâm sương bình nhất cái kéo xuống buồn bã nói hồng kông thanh niên nhân vốn là huyết khí phương cương ngài lão lúc còn trẻ không chừng so với tô giật còn sông đây như huyên cũng rất ưu tú trẻ tuổi thật nhiều ma luyện tổng về là tốt lại nói hồn thi đấu còn không có kết thúc đây kết thúc mọi người cùng nhau đi một câu nói liền đem đang hồng kông lửa giận tiêu tan xuống phía dưới một dạng tô giật gật đầu đối với lâm sương bình thăm hỏi tuy là khuyên giải an ủi nói như vậy mặt ngoài nói là cho đan hồng công nghe lâm sương bình ánh mắt có thể vẫn luôn ở đi về phía trước tô giật thân lên mỉm cười gật đầu tiểu tử này quả nhiên lợi hại lần tới muốn xin hắn đi ta thương hải ngồi ngồi mới là lâm sương bình trong lòng nghĩ như thế đến theo về sau mặt hồng hai vị trưởng lão thương lượng xong mặt trưởng lão đầy mặt hồng quang trên trán không ức chế được kích động thần thái tiếng hô như sấm Cuồng cuồng sóng âm cũng theo phật phòng tâm tình vọt thẳng nhân tâm thần mọi người biết kích động lòng người thời khắc sắp đến yên lặng ta tuyên bố linh nhạc phong luyện đang kết quả cửu chuyển luyện thần đan tài liệu siêu cực thượng đẳng đan phương huyền phẩm cao giai phẩm cấp địa phẩm sơ cấp hỏa hầu hoàng mỹ lô đỉnh huyền phẩm cao giai tổng hợp lại cho điểm siêu giáp tiến lên mặt trưởng lão thanh âm một đợt cao hơn một đợt, tự như chính mình khổ tâm cô nghệ tác phẩm rốt cục vấn thế một dạng, tự hào cùng kích động khiến người vô cùng dân trào. Trong nháy mắt mỗi người đều đi theo mỗi một hạng tiêu chuẩn mà kích động liên tục, lúc này làm cho, đang Hồng Kông đã triệt để dường như quả bóng xì hơi một dạng, than ngồi ở ghế lưng lên, lắc đầu cười khổ. Ở đây trái tim tất cả mọi người này thì đều là đều là đông 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 không ngừng kinh hoàng, con mắt cùng tâm tình ở cuối cùng mặt trưởng lão nói ra siêu giáp trên thời điểm dường như hỏa sơn một dạng tóe phát ra tới, siêu giáp tiến lên. Tà cái đi. Từ trước tới nay, ngự thiên hồn thi đấu đều không có xuất hiện qua siêu giáp tiến lên, cái gì? Cửu chuyển luyện thần đan. Là cửu chuyển luyện thần đan A. Trong truyền thuyết dùng có thể củng cố nguyên hoàng, đột phá nguyên tông giam cầm đan dược sao. Thật bị linh nhạc phong luyện thành, hơn nữa, bởi vì cửu chuyển long lân thảo cực kỳ khó được, thế gian hạn hữu, chịu đủ thiên địa tinh thần tinh hoa có người nói có thể ở nguyên tông thời điểm có tỷ lệ nhất định đắp nặng ra huyền linh thần mạch ai vậy cũng là truyền thuyết cái này nhưng là thật đã thật tốt chỗ cái kia dược khí nhưng là hồn hậu không gì sánh được a à. ta vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy địa phẩm đang dược đây đầy trời tiếng nghị luận quá mức trầm rĩ bụi lên tự liền hàng vũ long cũng là giật mình không nhỏ xoay đầu lại nhìn vẻ mặt kiêu ngạo hàng vũ nhu nhu nhi cái này làm thật đúng các ngươi luyện, đương nhiên rồi. Chúng ta còn không ngừng đây. Chúng ta còn có, yên lặng, hàng vũ nhu lời nói vẫn chưa nói xong, mặt, hồng nhị vị trưởng lão nhìn náo nhiệt như vậy tràn cảnh, toàn bộ ngự thiên hồn cuộc so tài cao trào mãnh liệt, khuôn mặt trên cũng là hài lòng không gì sánh được, cao giọng trấn áp toàn trường. Mặt, hồng hai vị trưởng lão thao thao bất tuyệt, vì cầu công bằng ở trước mặt tất cả mọi người đem cửu chuyển luyện thần đang cho điểm hảo hảo giải thích một phen cửu chuyển long lân thảo cực kỳ khó được hơn nữa này cái cửu chuyển luyện thần đang phẩm tương cực kỳ hoàn mỹ cho nên tài liệu chúng ta cho siêu cực thượng đẳng đánh giá mà huyền phẩm cao cấp đang phương dĩ nhiên luyện ra địa phẩm cao giai như vậy lô hỏa thuần thanh luyện dược công phu lão phu cuộc đời ít thấy nếu không phải quy tắc ở chỗ này không phải siêu giáp trên đều là thấp nhất đánh giá mọi người vô cùng thán phục đều đem ánh mắt phóng hướng tô giật cùng linh nhạc phong lý thi nhiên cùng a sơ đám người chỉ một thoáng bị ánh mắt kinh ngạc bao vây dồn dập có chút ngượng ngùng khuôn mặt sắc đỏ bừng ngồi tại chỗ vị bên trên tô giật cũng là thỏa mãn không ngớt thầm nghĩ nói trải qua ta thần bí không gian ruộng thuốc bồi dưỡng há là một dạng hoàng mỹ cửu chuyển long lân thảo có thể so sánh một quả này địa phẩm sơ cấp tuyệt đối là phải mặt hồng hai vị trưởng lão xoay người lại thần sắc nghiêm túc không hề như mới vừa vậy khinh thị, mắt thấy tô giật, nghiêm túc nói đạo, tô tông chủ, cái này một viên cửu chuyển luyện thần đan, phẩm tương vô cùng tốt, lúc này đây, là ta hai người mắt viễn thị. Lão hủ vì mới vừa lời nói và việc làm bồi cái không phải. Mặt, hồng hai vị trưởng lão dám yêu dám hận, trực lai trực vãng, tô giật đối với thứ hai người trong nháy mắt có đổi mới, tô giật cười cười, nói ra, không được không được không được. Nhị vị trưởng lão xem thật kỹ một chút, là ba viên cửu chuyển luyện thần đan. Mới vừa tô giật quả thực đang dược thời điểm, đã có thể tìm kiếm đến bên trong không chỉ một quả, mà là có đầy đủ ba viên, cái này mới nói ra lời như vậy. Cái gì? Hai lão trong mắt tinh quang đấu bắn, dường như giống như gặp quỷ, phi thân chạy về phía đài cao bên trên.